Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 2. Trời nắng như đổ lửa, nhiều người nóng đến nỗi toát mồ hôi, nhưng lại chỉ có một người dám đứng dậy bỏ đi. Tất cả mọi người đều trợn ngược mắt, nhìn chằm chằm vào ông lão nông dân quốc đất trong vườn rau. Nếu có phóng viên ở đây thì chắc chắn sẽ bị những gì đang xảy ra làm cho kinh ngạc không thốt lên lời nào. Những anh tài tuấn kiệt vang danh đất Giang Nam bỏ việc quan trọng trong tay mà đều ở đây nhìn một ông lão nông dân quốc đất. Phóng viên sẽ coi người đang quốc đất trong vườn là một ông nông dân, nhưng những anh tài tuấn kiệt nhà họ Kim không coi là vậy. Bọn họ đều hiểu rất rõ, quốc đất chỉ là sở thích lúc rảnh rỗi của ông lão này. Công việc chính của ông lão là kinh doanh. Bên ngoài, ông lão còn được gọi là Nam Hoàng, hoàng đế của cả Giang Nam. Bọn họ cung kính với ông lão cũng bởi lẽ không có ông lão thì sẽ không có nhà họ Kim giàu có của Giang Nam. Còn về tên thật của ông lão thì không ai biết. Đa số chỉ biết ông lão họ Kim, 60 năm trước vẫn còn là một nông dân dưới quê. Vì thế sau khi ông lão thành danh, cho dù đã là nhà giàu có nhất Giang Nam nhưng ông vẫn thích trồng trọt, ngày nào cũng vác cuốc, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ. Ông lão cắm cái cuốc xuống đất, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, đang chuẩn bị uống ngụm nước thì một ông già mặc vest đuôi tôm tóc bạc trắng vội vã đi tới. Ông chủ, có điện thoại. Ông già tóc bạc trắng là quản gia nhà họ Kim tên là Tống Minh Nghĩa. Ông lão nhíu mày, trước nay ông không thích có người làm phiền lúc mình đang làm việc. Minh Nghĩa chắc hiểu được quy tắc này. Ông chủ, là, cuộc điện thoại kia, thấy ông lão nhíu mày, Tống Minh Nghĩa vội vàng giải thích. 10 năm trước, ông lão giao cho ông ấy một nhiệm vụ là phải luôn luôn theo dõi một chiếc điện thoại, một khi có người gọi đến thì ông ấy phải ngay lập tức báo cho ông lão biết, không được chậm trễ một giây nào. Vì vậy trong suốt 10 năm nay, Tống Minh Nghĩa không giây phút nào dám lơi lỏng, nhưng suốt 10 năm qua chẳng một ai gọi đến chiếc điện thoại này. Thậm chí Tống Minh Nghĩa còn cho rằng có thể ông lão đã quên mất chuyện này rồi. Ai mà ngờ được hôm nay lại có một đầu số Kim Châu gọi đến. Trong chớp mắt, đôi mắt của ông lão không còn đục ngầu nữa, nét tinh tường trong con người ông lão hiện rõ lên. Đưa đây! Tống Minh Nghĩa cung kính đưa chiếc điện thoại đến tay ông lão. Ngón tay ông lão run rẩy bấm nút bắt máy. Là Tiểu Lục à? Tiểu Lục. Nghe thấy tiếng gọi này, trong nháy mắt, ông lão nước mắt giàn giụa. Vốn ông nghĩ rằng suốt những năm còn lại trên cõi đời này sẽ không ai gọi ông bằng cái tên Tiểu Lục nữa rồi. Tuy rằng giọng nói đầu bên kia điện thoại đã thay đổi rồi, trở nên trẻ trung, không còn già nua nữa. Nhưng Kim Tiểu Lục khẳng định giọng nói đó chính là của thầy ông. Vì trên thế giới này, chỉ có người đó mới gọi ông là Tiểu Lục mà thôi. Thưa, sư phụ, con là Tiểu Lục, ông lão nghẹn ngào nói. Cảnh này khiến Tống Minh Nghĩa và đàn con cháu nhà họ Kim nhìn đến ngây ngốc. Nam Hoàng tung hoành Giang Nam hơn 60 năm lại đang khóc sao? Rốt cuộc người gọi điện thoại cho ông là nhân vật nào thế? Sau khi cúp máy, Kim Tiểu Lục nhìn đám anh tài tuấn kiệt của nhà họ Kim đang vây quanh vườn rau bằng ánh mắt uy nghiêm. Không ai được nói chuyện hôm nay ra ngoài, giọng điệu Kim Tiểu Lục rất nhẹ nhàng nhưng nam thanh nữ tú nhà họ Kim ai nấy đều dùng mình, không ai dám lơ là lời nói của ông. Tư Kỳ, chút nữa cháu lại đây một chuyến, Kim Tiểu Lục lại nhìn một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong đám người. Cô gái tên là Kim Tư Kỳ, cho dù là trong đám người ba đời nhà họ Kim với nhiều người tài giỏi thì cô ấy vẫn là người thu hút sự chú ý nhất, cũng là người Kim Tiểu Lục yêu thương nhất. Dạ, ông nội. Kim Tư Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người đều nhận ra sự khác lạ hôm nay của ông nội, không thể nào không tò mò. Sau 3 tiếng, Tống Minh Nghĩa cầm vài bản hợp đồng bước vào phòng sách của Kim Tiểu Lục. Ông chủ, tạm thời chỉ thu mua được 3 công ty bất động sản đứng thứ 2, thứ 5 và thứ 7 của thành phố Kim Châu. Ngoài bất động sản Âu Hào, là công ty đứng đầu không đồng ý bị thu mua thì những công ty khác đang trong quá trình đàm phán, chắc chẳng bao lâu sau sẽ đồng ý với việc thu mua. Còn về công ty Tú Thủy mà ông chủ bảo tôi điều tra thì chỉ là một công ty nội thất rất nhỏ, pháp nhân là Hàn Phương Nhiên, tổng tài sản cộng lại không quá 30 triệu. 30 triệu đối với người thường thì có thể nói là một con số trên trời khó mà với tới, nhưng đối với Kim Tiểu Lục người nắm cả nền kinh tế cả một tỉnh trong lòng bàn tay thì 30 triệu tệ chẳng khác gì 3 đồng bạc lẻ. Kim Tiểu Lục gật nhẹ đầu, sát nhập 3 công ty này thành 1, sau đó để Tư Kỳ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tư Kỳ à, cháu nhanh chóng đến thành phố Kim Châu làm giúp ông một việc. Kim Tiểu Lục lại nhìn Kim Tư Kỳ,
Trong đời thứ ba của nhà họ Kim, Kim Tư Kỳ rất được lòng ông, năng lực cũng xuất chúng nhất, ông đương nhiên không thể qua quyết chuyện thầy căn dặn được. Ông nội, rốt cuộc, người gọi điện thoại, Kim Tư Kỳ ngập ngừng một lúc rồi hỏi, cô ấy rất tò mò cuối cùng thì người thế nào có thể khiến ông nội thất thần như vậy. Kim Tiểu Lục phất tay rồi cười nói, cháu gái ngoan, sau này cháu sẽ biết, bây giờ cháu chỉ cần biết người đó rất quan trọng với ông, không có người đó thì không có nhà họ Kim như bây giờ. Kim Tư Kỳ vô cùng kinh ngạc, với thân phận địa vị của ông nội bây giờ mà vẫn nói ra lời như vậy, rốt cuộc người đầu kia điện thoại là ai? Bỗng nhiên Kim Tư Kỳ rất chờ mong chuyến đi Kim Châu lần này. Đêm xuống, đèn hoa rực rỡ. Khách sạn Kim Châu là khách sạn 5 sao duy nhất ở thành phố Kim Châu. Sảnh hội nghị trên tầng cao nhất của khách sạn chính là hội trường lễ mở thầu đêm nay. Xe sang với nhiều kiểu dáng và mẫu mã đỗ đầy trong bãi đỗ xe của khách sạn. Tài xế của nhà họ Hàn dừng xe trước cửa, ba người Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên và Lâm Hồng Ngạn xuống xe. Chút nữa vào bên trong không được nói bừa, phải quan sát và học tập người ta làm ăn như thế nào cho thật tốt. Lâm Hồng Ngạn không yên tâm nhìn Đinh Dũng một cái rồi dặn dò. Vốn dĩ bà ta không định đưa Đinh Dũng đi theo nhưng anh năm lần bảy lượt năn nỉ nên bà ta cũng hết cách. Bây giờ bà ta chỉ có thể cầu mong tối nay Viên Thiếu Khang không thấy Đinh Dũng thôi. Đinh Dũng gượng cười gật đầu, sau đó ba người vào thang máy lên sảnh hội nghị. Buổi lễ tổ chức theo hình thức dạ tiệc, lúc ba người bước vào thì hầu hết các bàn đã ngồi đủ người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc nhìn thấy Hàn Phương Nhiên thì mặt khá nhiều người đã biến sắc, Kim Châu chỉ rộng có chừng đó thôi, bọn họ đều đã được nghe chuyện xảy ra ban ngày, đường đường cậu chủ của bất động sản Âu Hào lại bị một thằng ở rể đập cho một trận. Tuy là chuyện này Viên Thiếu Khang tự chuốc lấy nhưng cái tên ở rể của nhà họ Hàn lại dám đánh Viên Thiếu Khang thì cũng là người có gan dữ lắm. Nhưng Hàn Phương Nhiên dám đến cũng là việc nằm ngoài dự liệu của đa số người ở đây. Người thông minh đều có thể nhìn ra, đêm nay không một công ty bất động sản nào dám đặt hàng ở chỗ Hàn Phương Nhiên, thế nhưng cô ấy cứ nghênh ngang đến như vậy. Lẽ nào có chỗ dựa nào đó sao? Mỗi người mỗi suy nghĩ, Hàn Phương Nhiên thì không nghĩ nhiều như vậy, tìm đại một bàn rồi ngồi xuống. Thật ra cô ấy cũng hiểu, cơ hội nhận được đơn đặt hàng vô cùng hiếm hoi nhưng tính cách của cô không cho phép mình dễ dàng bỏ cuộc nên mới đến đây. Ba người vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì một người thanh niên tuấn tú kéo tay một cô gái hơi mũm mĩm đi tới. Cô Lâm, Phương Nhiên, người thanh niên khẽ cười gật đầu với Lâm Hồng Ngạn và Hàn Phương Nhiên thay cho lời chào hỏi, còn Đinh Dũng thì bị hắn ta tự động bỏ qua. Thụy Phong, cháu cũng đến à, sắc mặt Lâm Hồng Ngạn không tự nhiên lắm, người thanh niên đẹp trai này tên là Kỳ Thụy Phong, cũng đi ở rể. Nhưng khác với tên ở rể nghèo rất mồng tơi như Đinh Dũng. Nhà họ Kỳ phía sau Kỳ Thụy Phong lại là gia đình nhiều đời làm quan chức. Năng lực của Kỳ Thụy Phong lại càng vượt trội, tuổi đời còn trẻ mà đã là cán bộ cốt cán cấp trưởng ban của Cục Quản lý Thành phố, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với không ít người kinh doanh bất động sản ở thành phố Kim Châu. Vâng, cô Lâm, cháu đi cùng Phượng Nhu, khoảng thời gian trước Phượng Nhu cũng mở công ty nội thất. Sau này chúng ta làm cùng trong một ngành, Phương Nhiên phải chiếu cố đến Phượng Nhu đấy. Kỳ Thụy Phong khẽ đưa mắt nhìn Hàn Phương Nhiên và khiêm tốn nói. Thụy Phong cứ đùa, Phương Nhiên làm gì có bản lĩnh đó, bây giờ nó còn không lo được cho công ty của mình kìa. Lâm Hồng Ngạn gượng cười, với thân phận của Kỳ Thụy Phong, sớm muộn gì công ty nội thất của Lã Phượng Nhu cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vượt qua Hàn Phương Nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó phải nói là Lã Phượng Nhu chiếu cố Hàn Phương Nhiên mới đúng. Không lo được. Kỳ Thụy Phong ra vẻ ngạc nhiên, cô Lâm, cô đang nói đến chuyện của cậu Viên sao? Đúng vậy, buổi trưa hôm nay con bé Phương Nhiên này không hiểu chuyện, đắc tội với cậu Viên. Cô Lâm, thực ra với sự hiểu biết của cháu với cậu Viên, cậu ấy sẽ không so đo với Phương Nhiên đâu. Nhưng hành vi hôm nay của Đinh Dũng, đúng là có hơi lỗ mãng, làm cậu Viên mất mặt. Kỳ Thụy Phong nhấp một ngụm rượu, trong lời vừa nói ra dường như có ý tứ gì đó. Vậy Thụy Phong, ý của cháu là, Lâm Hồng Ngạn hỏi với vẻ thăm dò, Kỳ Thụy Phong và Viên Thiếu Khang là bạn, nghe lời nói của Kỳ Thụy Phong, hình như chuyện này vẫn có thể cứu vãn được. Cô Lâm, không giấu gì cô, buổi chiều cháu nghe cậu Viên nói là chỉ cần tối nay Đinh Dũng chịu quỳ trước mặt cậu ấy, tự tát mình vài cái trước mặt mọi người thì cậu ấy sẽ bỏ qua cho nhà cô. Kỳ Thụy Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi nghe xong sắc mặt của Lâm Hồng Ngạn khác hẳn, phải quỳ xuống tự tát trước mặt nhiều người.
đây là muốn dìm Đinh Dũng không ngóc đầu lên nổi. Không được, Hàn Phương Nhiên lạnh lùng mở lời, Viên Thiếu Khang làm như vậy không khác gì giết chết Đinh Dũng. Đinh Dũng cũng cười khẩy trong lòng, từ giây phút gặp Kỳ Thụy Phong, anh đã cảm thấy người này không có ý tốt. Bây giờ xem ra Kỳ Thụy Phong là người chuyển lời giúp Viên Thiếu Khang rồi. Bảo anh quỳ trước Viên Thiếu Khang, vậy Viên Thiếu Khang phải có cái mạng để nhận trước đã. Cô Lâm, vậy cháu cũng không có cách nào khác, cậu Viên nói rồi, chuyện làm ăn của nhà họ Hàn và thể diện của Đinh Dũng, mọi người chỉ có thể chọn một trong hai, Kỳ Thụy Phong bình thản nói, trong mắt hắn ta, Viên Thiếu Khang đã rất nhân từ rồi. Nếu hắn ta là Viên Thiếu Khang, bị tên ở rể như Đinh Dũng đánh, hắn ta chắc chắn sẽ khiến Đinh Dũng sống không bằng chết. Lâm Hồng Ngạn thở dài một hơi, bà ta đã không biết phải nói gì nữa. Cùng là đi ở rể như nhau, nhìn Kỳ Thụy Phong nhà người ta xem, không chỉ khiến vợ kiếm được một khoản tiền lớn, còn là anh em với người giàu có như Viên Thiếu Khang. Nhìn lại Đinh Dũng ở rể nhà bà ta, không những không giúp được gì cho Hàn Phương Nhiên, giờ lại còn làm liên lụy đến con bé. Khoảng cách giữa người với người sao lại lớn như vậy? Đinh Dũng, chúng ta đều ở rể, xét theo khía cạnh nào đó, chúng ta cùng là một kiểu người. Theo tôi thì anh vẫn nên cúi đầu quỳ trước mặt cậu Viên một lúc, thể diện ấy mà, nói quan trọng là quan trọng, nói không quan trọng là không quan trọng, nhưng so với tính mạng thì nó không là gì cả. Anh nói xem có đúng không? Kỳ Thụy Phong cười giả lả nhìn Đinh Dũng. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Đinh Dũng để ly rượu lên trên mặt bàn và thản nhiên hỏi. Không dám, không dám, anh là người dám đánh cậu Viên. Sao tôi dám uy hiếp anh chứ? Kỳ Thụy Phong lắc đầu và mỉa mai nói. Anh ta đã gặp kẻ không sợ chết, nhưng chưa gặp ai không sợ chết như Đinh Dũng. Chẳng lẽ thằng vô dụng này thật sự coi mình là một nhân vật có máu mặt? Không dám thì ngậm cái miệng chó của anh lại. Nếu không tôi không ngại cho anh nếm trải việc trưa nay chủ nhân của anh trải qua đâu. Đinh Dũng cười khẩy một tiếng. Viên Thiếu Khang còn chưa làm gì anh, ấy vậy mà con chó này lại đi uy hiếp anh trước. Sắc mặt của Kỳ Thụy Phong thay đổi. Hắn ta thấy Đinh Dũng không giống như đang nói đùa. Có khi cái thằng điên này thật sự đánh hắn ta một trận trước mặt nhiều người thế này cũng nên, như vậy thì hắn ta sẽ mất hết thể diện. Được, hy vọng lát nữa đấu thầu, người anh em Đinh Dũng vẫn mạnh miệng như giờ, Kỳ Thụy Phong tự ép mình phải nuốt cục tức trong lòng xuống và nói. Không cần anh phải lo, Đinh Dũng hờ hững nói. Hừ, Kỳ Thụy Phong hừ một tiếng rồi đứng dậy đưa Lão Phượng Nhu rời khỏi đây. Đinh Dũng. Cậu còn chê cậu hại Phương Nhiên vẫn chưa đủ phải không? Có phải hôm nay cậu muốn đắc tội với tất cả mọi người ở đây cậu mới vui không? Lâm Hồng Ngạn gằn giọng trách móc. Bà ta phát hiện ra Đinh Dũng thật sự là một kẻ gây chuyện, đi đến đâu là gây chuyện đến đó. Vừa mới đắc tội với Viên Thiếu Khang, giờ lại đắc tội với Kỳ Thụy Phong. Bây giờ Lâm Hồng Ngạn rất hối hận, bà ta không nên đưa Đinh Dũng đến đây. Đinh Dũng không nói gì mà chỉ nhấp một ngụm rượu vang. Lúc này người dẫn chương trình bước lên sân khấu, lễ mở thầu chính thức bắt đầu. Các nhà kinh doanh bất động sản lần lượt bước lên sân khấu, đưa ra yêu cầu với công ty nội thất, khâu này gọi là chào giá thầu. Nhưng điều khiến tất cả đều bất ngờ đó là nhân vật chính trong lễ mở thầu này không phải bất động sản Âu Hào đi đầu ngành bất động sản ở Kim Châu, mà là một công ty tên là Bất Động Sản Đỉnh Kim mới sát nhập. Sau khi sát nhập ba công ty bất động sản trị giá mấy tỷ, Bất Động Sản Đỉnh Kim nhảy vọt lên trở thành công ty bất động sản lớn nhất thành phố Kim Châu, sức ảnh hưởng của Bất Động Sản Âu Hào lập tức bị hạn chế. Nghe nói Bất Động Sản Đỉnh Kim là tài sản của nhà họ Kim ở Giang Nam. Cái gì, nhà họ Kim ở Giang Nam, chính là nhà họ Kim cực kỳ giàu có đứng đầu khu vực phía nam sông Trường Giang ư. Vớ vẩn, còn ai vào đây nữa, ngoài nhà họ Kim thì còn có ai có thể lấy được hơn chục tỷ để thu mua ba công ty trong một buổi chiều chứ? Nhà họ Kim đến Kim Châu làm gì? Theo lý mà nói bất động sản ở Kim Châu không có nhiều tiềm lực đầu tư. Ai mà biết được, chắc tại ông Kim có nhiều tiền quá ấy mà. Lời bàn tán của mấy người này khiến mắt của rất nhiều ông chủ của các công ty nội thất dưới khán đài rực sáng. Việc Bất Động Sản Đỉnh Kim tiến quân vào Kim Châu cũng là chuyện tốt với rất nhiều công ty nội thất ở đây. Nếu họ có thể nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ với Bất Động Sản Đỉnh Kim, thì ít nhất có thể khiến giá trị con người họ tăng lên 2, 3 lần. Lâm Hồng Ngạn cũng bắt đầu suy nghĩ. Khác với những gia tộc nhỏ sống trong những vùng đất nhỏ bé như nhà họ Hàn, nhà họ Kim ở Giang Nam là gia tộc giàu có hàng đầu khắp Hoa Hạ. Ở Giang Nam, thế lực của nhà họ Kim cực kỳ vững chắc, rắc rối phức tạp,
tham gia cả ba giới quân sự, chính trị, kinh doanh, có thể nói là họ đã đạt đến mức một tay che trời. Bây giờ nhà họ Kim đến Kim Châu phát triển, nếu có thể nhân cơ hội này xây dựng quan hệ với nhà họ Kim, làm ăn với nhà họ Kim, như vậy thì mẹ con Lâm Hồng Ngạn sẽ được gia chủ nhà họ Hàn coi trọng, cũng có thể nắm được nhiều quyền lên tiếng hơn ở nhà họ Hàn. Chỉ trong chớp mắt mà Lâm Hồng Ngạn đã nghĩ được rất nhiều thứ, nhưng ngay sau đó Hàn Phương Nhiên đã lập tức dội cho bà ta một gáo nước lạnh. Mẹ, không được đâu, giống như là biết được mẹ mình đang nghĩ gì, Hàn Phương Nhiên cười khổ lắc đầu và nói, bây giờ bất động sản Đỉnh Kim là công ty bất động sản lớn nhất Kim Châu, cho dù bọn họ muốn tìm người hợp tác thì cũng sẽ tìm mấy công ty nội thất lớn mà không phải công ty bé như chúng ta đừng nghĩ đến nữa, không có cơ hội đâu. Em không thử làm sao biết được là không có cơ hội, lúc này đột nhiên Đinh Dũng nói xen vào một câu. Ở đây chỉ có mình anh biết sốt cuộc công ty bất động sản Đỉnh Kim đó là như thế nào. Anh đã bỏ ra hơn 10 tỷ để nuôi sống công ty nội thất nho nhỏ của Hàn Phương Nhiên. Ai mà nghĩ được việc sắp xong rồi nhưng Hàn Phương Nhiên lại chủ động từ bỏ, chuyện này làm Đinh Dũng không biết nói gì. Đúng vậy, con gái, con thử đi, biết đâu lại được thì sao? Lâm Hồng Ngạn cũng có vẻ hơi không cam tâm. Để, con thử xem sao. Hàn Phương Nhiên do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tiếp xúc với bất động sản Đỉnh Kim một chút, còn về việc có thành công hay không, chỉ có thể nghe theo ý trời. Sau khi rất nhiều công ty bất động sản kết thúc khâu đặt giá thầu, đến lượt các công ty nội thất lên trên bục bỏ thầu. Bất động sản Âu Hào vốn là công ty được săn đón nhiều nhất. Vì sự xuất hiện của con ngựa ô là bất động sản Đỉnh Kim nên đã bị các công ty nội thất lạnh nhạt hơn nhiều. Ba công ty nội thất lớn nhất thành phố Kim Châu những năm trước đều chọn bất động sản Âu Hào, nhưng lần này bọn họ đều chọn bất động sản Đỉnh Kim. Là một người kinh doanh, bọn họ hiểu rất rõ, nhà họ Kim ở Giang Nam có nghĩa là gì. Chỉ cần có thể hợp tác với nhà họ Kim, cho dù bị lỗ họ cũng bằng lòng. Thứ tự của khâu bỏ thầu cũng rất được coi trọng. Khi các công ty nội thất lớn có kinh nghiệm bỏ thầu xong mới có thể đến lượt công ty nội thất nhỏ. Đương nhiên công ty nội thất của Hàn Phương Nhiên là một trong những công ty bỏ thầu cuối cùng. Khi cô ấy lên trên bục, không ít ông chủ của các công ty nội thất dưới bục đều lộ ra nụ cười mỉa mai. Đắc tội với Viên Thiếu Khang còn dám lên bỏ thầu. Lúc này Hàn Phương Nhiên lại không nghĩ nhiều như vậy, việc đã đến mức này, cô cũng chỉ có thể nghe theo ý trời thôi. Cô không cần cân nhắc đến mấy công ty bất động sản ở thành phố Kim Châu, nếu chọn những công ty này cũng chỉ tự rước nhục vào thân thôi. Tia hy vọng duy nhất chính là bất động sản Đỉnh Kim đến từ nơi khác, nhưng hy vọng này cũng rất nhỏ nhoi. Hàn Phương Nhiên cho hồ sơ dự thầu vào trong tủ của bất động sản Đỉnh Kim sau đó đi xuống dưới bục. Nhìn thấy cảnh này, những người ở dưới bục lập tức xôn xao. Tôi không nhìn nhầm chứ, Hàn Phương Nhiên thế mà lại bỏ thầu vào bất động sản Đỉnh Kim. Cô ta điên rồi, bất động sản Đỉnh Kim sao có thể chọn cái công ty vớ vẩn đó của cô ta được. Thì đó, mặt dày không sợ bị người ta chê cười luôn. Đây cũng là kết cục cho kẻ đắc tội cậu Viên, bây giờ đi vào đường cùng thì cũng đáng đời. Vẻ mặt Đinh Dũng lạnh lùng, người khác xì xào anh cũng nghe được nhưng lười tranh luận với đám người vô công rồi nghề ấy. Bởi vì rất nhanh thôi, bất động sản Đỉnh Kim sẽ dùng hành động thực tế nói cho họ biết, thế nào là ngu. Hàn Phương Nhiên thẫn thờ, chưa đi được mấy bước đã bị Kỳ Thụy Phong gọi giật lại. Cô Hàn, đợi một chút, cậu Viên có việc tìm cô. Việc gì, Hàn Phương Nhiên lạnh lùng nhìn Kỳ Thụy Phong. Cậu Viên muốn mời cô uống một ly, bàn chuyện với cô, Kỳ Thụy Phong cười mỉm. Bảo anh ta cút, tôi không có hứng, Hàn Phương Nhiên ghê tởm nói. Sao cô Hàn không đợi tôi nói nốt, cậu Viên đã bảo rồi, chỉ cần cô Hàn uống với cậu ấy một ly, chuyện hồi trưa. Cậu ấy sẽ coi như chưa từng xảy ra. Người anh em Đinh Dũng cũng không cần quỳ với cậu ấy. Công ty Tú Thủy của cô sau này vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với bất động sản Âu Hào. Hàn Phương Nhiên nhăn mặt, sao tự nhiên Viên Thiếu Khang lại tốt như thế? Hàn Phương Nhiên vẫn không nói gì, Kỳ Thụy Phong cười lạnh, tiếp tục nói, cậu Viên còn nói là, nếu cô Hàn không nể mặt thì cậu ấy sẽ đánh gãy chân Đinh Dũng, khiến Đinh Dũng ngồi xe lăn cả đời. Mặt Hàn Phương Nhiên tái nhợt. Uy hiếp trắng trợn. Hàn Phương Nhiên hơi hoảng loạn, cho dù cô biết đây là lời uy hiếp nhưng cô cũng không dám đánh cược. Với thế lực của Viên Thiếu Khang, đừng nói là đánh gãy chân Đinh Dũng, cho dù là lấy mạng Đinh Dũng thì cô cũng chẳng làm gì được anh ta. Cô Hàn cứ nghĩ cho kỹ,
Uống một ly cùng cậu Viên hay là để Đinh Dũng què quặt, Kỳ Thụy Phong đùa cợt. Tôi uống, Hàn Phương Nhiên hít một hơi, ngẩng đầu nói. Coi như cô thức thời, Kỳ Thụy Phong cũng thở phào. Viên Thiếu Khang bảo hắn ta cho dù thế nào cũng phải dẫn được người tới. Vốn dĩ hắn ta định là nếu Hàn Phương Nhiên không đồng ý thì sẽ bắt luôn cô tới đó. Kỳ Thụy Phong dẫn Hàn Phương Nhiên tới phòng Tổng thống. Cửa mở ra, Viên Thiếu Khang cười mỉm chào đón. Phương Nhiên, em lại đây. Có chuyện gì anh nói luôn đi, Hàn Phương Nhiên lạnh lùng liếc Viên Thiếu Khang. Viên Thiếu Khang hơi tức giận, con điếm này, bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn giả vờ với ông. Nhưng Viên Thiếu Khang bình tĩnh lại rất nhanh, khóe miệng nở nụ cười gian xảo, ánh mắt đầy vẻ dâm tà, cười nói cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là muốn xin lỗi em, chuyện hồi trưa là do anh quá sốc nổi, không chú ý tới cảm xúc của em. Xin lỗi thì không cần, sau này anh đừng tìm tôi nữa là được, Hàn Phương Nhiên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng không thèm nhìn hắn ta. Thấy vẻ lạnh lùng của Hàn Phương Nhiên, Viên Thiếu Khang đảo mắt, nhưng nghĩ tới sự chuẩn bị của mình, lòng hắn ta lại trộn rộn, vội vàng giả vờ tình cảm mà bất đắc dĩ nói, Phương Nhiên, em không cho anh cơ hội thật sao? Chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Hàn Phương Nhiên nhíu mày, nét mặt không vui, Viên Thiếu Khang. Bây giờ tôi là phụ nữ đã có chồng. Mong anh tự trọng. Phụ nữ có chồng, mặt Viên Thiếu Khang hiện rõ vẻ tàn ác. Ha, ha, mong anh tự trọng, Viên Thiếu Khang lắc đầu, rót ly rượu đưa cho Hàn Phương Nhiên, thở dài rồi nói, Phương Nhiên, xin lỗi em. Chuyện trước đó là do anh làm việc theo cảm xúc, anh mời em một ly, chuyện đã qua coi như xí xóa. Sau này anh sẽ không tới quấy rầy em và Đinh Dũng nữa. Nói xong mặt Viên Thiếu Khang tỏ ra đau khổ, dường như đã tuyệt vọng, ánh mắt buồn rầu nâng ly rượu lên, cầm chặt rồi ngửa cổ một ngụm uống cạn. Hàn Phương Nhiên do dự một lúc, thấy Viên Thiếu Khang không giống đang giả vờ nên cũng mềm lòng, cầm ly rượu nhấp một ngụm. Hy vọng anh nhớ những gì anh đã nói hôm nay, nói xong, Hàn Phương Nhiên đặt ly rượu xuống bàn, lạnh lùng nhìn Viên Thiếu Khang rồi đi ra phía cửa. Phương Nhiên, thấy Hàn Phương Nhiên định đi, Viên Thiếu Khang vội đứng lên gọi. Nghe thấy tiếng Viên Thiếu Khang, Hàn Phương Nhiên cau mày, bất mãn quay đầu lại hỏi, xin hỏi anh Viên còn có chuyện gì nữa? Viên Thiếu Khang nổi giận chạy tới, định phủi sạch quan hệ với mình à? Ngay cả cách xưng hô cũng sửa thành anh Viên. Mẹ kiếp, sao tác dụng của thuốc chậm thế? Viên Thiếu Khang chửi thầm trong bụng, ngoài mặt thì vẫn cười đắng chát, giả vờ như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Lát sau, lúc Hàn Phương Nhiên đang định nói thì thấy xây sầm mặt mày. Người Liêu Siêu vội dựa vào tường, vừa sửng sốt vừa phẫn nộ nhìn Viên Thiếu Khang. Vẻ mặt sầu khổ bi đát của Viên Thiếu Khang dần chuyển sang hung tợn. Hắn ta nhìn Hàn Phương Nhiên chằm chằm, ánh mắt dâm tà không hề che giấu. Lúc này Viên Thiếu Khang như một con thú hoang mất hết lý trí, từng bước tiến tới con mồi ngon mắt. Viên Thiếu Khang, đồ khốn nạn, thoáng chốc, Hàn Phương Nhiên hiểu ra vừa nãy tất cả chỉ là cái bẫy của Viên Thiếu Khang. Thấy ánh mắt như thú hoang của hắn ta, Hàn Phương Nhiên hoảng hốt, vội vã chạy ra ngoài cửa. Nhưng lúc này, người cô mềm nhũn, không lấy đâu ra sức mà chạy, vừa mới đi được vài bước đã bị Viên Thiếu Khang ôm lấy từ đằng sau. Viên Thiếu Khang, bỏ tôi ra, anh định làm gì? Hàn Phương Nhiên hoảng hốt tột độ, định rằng con nhưng lại không có tí sức lực nào. Làm gì? Vẻ mặt Viên Thiếu Khang dữ tợn, cười dê gào lên, đương nhiên là thịt mày rồi. Con điếm, con giả vờ thanh cao với ông đây. Còn muốn ông đây tôn trọng à? Bây giờ ông đây sẽ tôn trọng mày nhé. Đừng chạm vào tôi, khốn nạn, Hàn Phương Nhiên muốn vùng vẫy nhưng Viên Thiếu Khang đã bỏ thuốc vào rượu, lúc này người cô mềm nhũn, căn bản không có chút sức nào. Viên Thiếu Khang ôm chặt Hàn Phương Nhiên như con thú, thô bạo quăng cô lên giường. Con điếm, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết ông hơn thằng Đinh Dũng vô dụng kia ở đâu. Viên Thiếu Khang liếm môi. Hắn ta thèm khát Hàn Phương Nhiên 7 năm liền nhưng Hàn Phương Nhiên lại như một tảng băng lạnh lùng, không cho hắn ta một cơ hội tiếp cận. Nhưng hôm nay, Hàn Phương Nhiên lại uống thuốc bán ở chợ đen. Thứ thuốc này Viên Thiếu Khang đã từng tận mắt chứng kiến tác dụng của nó. Cho dù là phụ nữ thế nào thì sau khi uống vào đều sẽ nghe lời người khác, hành động đáng xấu hổ gì cũng sẽ làm. Viên Thiếu Khang thở dốc, chuẩn bị sẵn máy quay chĩa thẳng vào Hàn Phương Nhiên. Lúc này, Hàn Phương Nhiên nằm trên giường mặc một bộ váy hở lưng màu đen gợi cảm, để lộ làn da trắng ngần, dưới tác dụng của thuốc, gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên đỏ bừng,
cả người nóng như lửa đốt. Đôi chân dài miên man dường như cũng mất kiểm soát. Tất cả đều kích thích đôi mắt đỏ ngầu của Viên Thiếu Khang. Vừa nghĩ tới sẽ được chơi đùa đôi chân này, Viên Thiếu Khang cảm thấy dạo dực hơn hẳn. Đừng qua đây, đừng chạm vào tôi, á, Hàn Phương Nhiên bất lực vùng vẫy nhưng cơ thể không nghe lời lại làm động tác đáng xấu hổ. Trong lòng cô bỗng hiện lên bóng dáng của Đinh Dũng, mắt Hàn Phương Nhiên đẫm lệ, liệu anh ta có tới không? Con điếm, vẫn đang nghĩ tới thằng vô dụng đó à? Ngày mai ông sẽ cho nó biết, đêm nay, kha kha, Viên Thiếu Khang cười vào mặt Hàn Phương Nhiên, ánh mắt dâm đãng nhìn một lượt, nuốt một ngụm nước miếng. Phương Nhiên sao còn chưa về nữa, lúc này, trong sảnh hội nghị, Đinh Dũng bất giác chau mày lo lắng. Chuẩn bị đến lúc công bố kết quả rồi nhưng Hàn Phương Nhiên vẫn còn chưa xuất hiện. Chắc là đi vệ sinh rồi, Lâm Hồng Ngạn khá bàng quan, giờ bà ta cũng không còn ôm hy vọng gì với kết quả nữa rồi, cảm thấy Hàn Phương Nhiên có ở đây hay không cũng không quan trọng. Đi vệ sinh mà lâu vậy sao? Trong lòng Đinh Dũng cảm thấy bất an. Mẹ ngồi trước đi, con đi tìm thử xem, Đinh Dũng đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy như đã có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi rời khỏi sảnh hội nghị, Đinh Dũng hỏi đến mấy nhân viên phục vụ gặp trên đường nhưng cũng không hỏi được gì cả. Lúc này, một người đàn ông mặc vest đen nhìn có vẻ giống quản lý ở sảnh chính từ phía đối diện đi đến. Xin chào, xin hỏi anh có gặp một người phụ nữ mặc đầm dạ hội màu đen không? Đinh Dũng hơi sốt ruột, Hàn Phương Nhiên không phải là người đi mà không báo tiếng nào, vậy nên chắc chắn bây giờ xảy ra chuyện gì đó rồi. Đầm dạ hội màu đen. Gương mặt người đàn ông mặc vest đen thoáng qua vẻ nghi ngại, rồi lại vội vã lắc đầu nói, không gặp. Anh chắc chắn chứ, giọng Đinh Dũng lạnh lùng hẳn. Thưa quý khách, tôi thật sự chưa từng gặp, ánh mắt người đàn ông mặc vest đen hơi hoảng loạn, nói xong thì chuẩn bị quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, một đôi tay to bóp chặt lấy cổ anh ta. Cho anh thời gian 3 giây, nói, hoặc chết. Người đàn ông mặc vest đen chỉ cảm thấy một luồng sát khí khủng khiếp lạnh như băng phả vào mặt, hai chân rời khỏi mặt đất, nửa người trên nhoài ra khỏi cửa sổ tầng 19. Nhìn thấy người xe qua lại như kiến cỏ ở bên dưới, da đầu người đàn ông mặc vest đen lập tức tê dần, anh ta không hề nghi ngờ người đàn ông này sẽ giết mình. Xin tha mạng, tôi nói, cô ấy ở trong phòng tổng thống 888, đứng trước cái chết, người đàn ông mặc vest đen không dám giấu giếm chút gì. Phòng Tổng thống 888, Đinh Dũng siết chặt nắm tay, đấm một phát làm tên đàn ông mặc vest đen ngã sóng xoài, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người lạnh băng, cho dù là ai, dám động vào người phụ nữ của ông đây đều phải chết. Nhìn bóng lưng hệt như tử thần rời đi, người đàn ông mặc vest đen lồm cồm bò dậy rồi điên cuồng chạy về hướng sảnh lớn. Không đến một phút, Đinh Dũng đã chạy đến tầng 8. Kỳ Thụy Phong đang ngồi vắt chéo chân uống trà ngoài hành lang. Xung quanh có bốn tên khỏe mạnh mặc áo ba lỗ đen, canh chừng cửa phòng không chớp mắt. Kỳ, Thụy, Phong, mày đưa Phương Nhiên đi đâu rồi? Đinh Dũng híp mắt nhìn về hướng Kỳ Thụy Phong, nói từng chữ một. Úi giời, còn tưởng là ai, thì ra là thằng ở rể vô dụng nhà họ Hàn đây mà. Nhìn thấy Đinh Dũng, khóe miệng Kỳ Thụy Phong hơi nhếch lên, trong mắt toàn là vẻ khinh bỉ. Ta liếc nhìn cửa phòng một cái, vẻ mặt đột nhiên lộ ra nụ cười dâm đãng. Quái gở nói, mày đang nói cô vợ xinh đẹp của mày à? Chậc, cậu Viên và vợ mày có vài chuyện cần làm, mày có muốn học hỏi không? Ha, ha, ha. Nghe được câu nói của Kỳ Thụy Phong, Đinh Dũng siết chặt nắm đấm, máu điên trong người lập tức nổi lên, sát khí lạnh băng từ trong ánh mắt bắn ra, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm đi kha khá. Mày muốn chết à? Đinh Dũng nghiến răng dặn ra mấy từ này. Tao sợ quá đi, Kỳ Thụy Phong ra vẻ sợ sệt. Nhìn Đinh Dũng cười khẩy một tiếng, vẻ mặt càng thêm khinh bỉ, lạnh lùng nói, trói tên đó lại cho tôi, đưa đến phòng cậu Viên. Không cho mấy tên cao to mặc đồ đen cơ hội ra tay, Đinh Dũng đạp một phát khiến Kỳ Thụy Phong ngã lăn quay. Chúng mày còn ngơ ra làm gì, còn không xông lên cho tao, Kỳ Thụy Phong bị Đinh Dũng đá một phát nằm trên đất, mặt bỗng chốc xuất hiện vẻ sợ hãi, chỉ thẳng vào Đinh Dũng mà hét lên. Mà trong phòng lúc này, Hàn Phương Nhiên đang nằm mềm nhũn trên giường. Cảm giác cả người như đang ngồi trên bàn trông. Cô cắn chặt môi dưới, trên gương mặt xinh đẹp toàn là nước mắt, nội tâm muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Thiếu Khang từ từ đưa bàn tay dơ bẩn vào bên trong váy của mình. Hàn Phương Nhiên tuyệt vọng vô cùng,
vừa nghĩ đến tấm thân trong trắng đã bảo vệ hơn 20 năm nay sắp bị hủy trong tay loại người cặn bã như Viên Thiếu Khang, cảm giác đúng là sống không bằng chết. Ninh Dũng, sao anh còn chưa đến, anh mau đến đây cứu tôi đi. Hàn Phương Nhiên chưa bao giờ mong mỏi bóng dáng Ninh Dũng xuất hiện trước mặt mình như lúc này. Nhưng cô cũng biết, Ninh Dũng chắc chắn không thể đến được rồi. Sao vậy, vẫn còn nhớ đến tên vô dụng đó à? Viên Thiếu Khang vốn đang say mê ngắm nhìn cơ thể mê hồn ngực tấn công mông phòng thủ đầy tinh tế của Hàn Phương Nhiên, đột nhiên nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hàn Phương Nhiên, trong lòng không khỏi tức giận, đến giờ mà con điếm này vẫn còn nhớ đến thằng vô dụng đó. Hừ, thằng vô dụng đó đến cũng tốt, cho nó nhìn xem vợ mình nằm dưới cơ thể tao mà hưởng thụ như thế nào. Trong ánh mắt Viên Thiếu Khang lóe lên sự hung tợn như một con dã thú, nhếch miệng cười to rồi xé bộ đầm dạ hội màu đen của Hàn Phương Nhiên ra, làm lộ ra da thịt trắng nõn hơi ửng hồng. Đồ khốn, dừng tay lại ngay, Hàn Phương Nhiên tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc mà cơ thể trở nên mẫn cảm vô cùng, bị Viên Thiếu Khang chạm vào thì lập tức run rẩy. Rầm. Lúc này, cửa phòng phát ra một âm thanh vang dội, kèm với tiếng rên thê lương thảm thiết và tiếng chửi rủa. Ninh Dũng đứng trước cửa phòng, nhìn Kỳ Thụy Phong đang đứng ngay cửa run lẩy bẩy, lạnh lùng nói, mở cửa. Phía sau Đinh Dũng, mấy tên to khỏe nằm lê lết ngổn ngang trên đất, tên nào cũng mặt mày sưng tấy kêu rên thảm thiết, không một tên nào dám bỏ dậy. Tôi không có chìa khóa. Rầm, chưa kịp đợi Kỳ Thụy Phong nói xong, Đinh Dũng đạp thẳng một cước vào bụng hắn ta, một lực tác động cực lớn trong nháy mắt làm cho Kỳ Thụy Phong trợn tròn mắt, cơ thể tông thẳng vào cửa phòng, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Khốn kiếp! Các người làm gì ở bên ngoài thế? Trong phòng truyền ra một âm thanh gào giống. Nghe được giọng nói của Viên Thiếu Khang, nét mặt Đinh Dũng chợt thay đổi, anh đá Kỳ Thụy Phong sang một bên, sau đó đạp mạnh cửa phòng. Rầm một tiếng, cửa phòng bị Đinh Dũng đạp mở tung, đập mạnh vào khung cửa. Âm thanh vang dội đột nhiên xuất hiện dọa Viên Thiếu Khang hú hồn chim én, nhưng sau khi nhìn thấy Đinh Dũng, Viên Thiếu Khang bình tĩnh lại. Hắn ta nhìn Đinh Dũng cười gần một tiếng, nói anh Đinh. Tôi và vợ anh còn chút chuyện phải làm, chỉ bằng anh qua bên kia ngồi đợi trước đi. Muốn chết à, vẻ mặt Đinh Dũng lạnh như băng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hàn Phương Nhiên quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, anh liền nổi cơn tam bành, xông tới đạp thẳng một cước vào miệng Viên Thiếu Khang. Viên Thiếu Khang kêu thảm thiết, cả cơ thể do không khống chế được nên bay thẳng lên, còn chưa kịp đáp đất thì trong miệng đã văng ra mấy cái răng cửa còn dính cả máu. Người đâu, xử đẹp nó cho tao. Viên Thiếu Khang che miệng lại, lầu bầu quát, mẹ mày thằng nhãi dám đánh tao, bố tao còn chưa đánh tao bao giờ đánh tao đâu. Mày chết chắc rồi. Ninh Dũng siết chặt nắm đấm, cởi áo khoác ngoài đắp lên người Hàn Phương Nhiên, dịu dàng nói, bà xã, xin lỗi em. Anh báo thủ giúp em, Ninh Dũng vuốt ve mái tóc của Hàn Phương Nhiên, quay về hướng Viên Thiếu Khang đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói. Cẩn thận chút, ánh mắt Hàn Phương Nhiên mơ mơ màng màng. Cô ấy cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ tỉnh táo, khóe mắt còn vương lệ mà gật đầu. Trong ánh mắt lạnh lẽo của Đinh Dũng tràn đầy sát khí, nếu như không phải đã đồng ý với người nào đó trong vòng 300 năm không sát sinh, anh chắc chắn sẽ không tha cho Viên Thiếu Khang. Nhưng mà, tội chết có thể miễn, nhưng, nghĩ đến đây, đôi mắt Đinh Dũng hơi híp lại, bước thẳng về phía trước, đá một cước vào người Viên Thiếu Khang, làm hắn ta bay thẳng ra ngoài, đập thật mạnh vào vách tường. A, người đâu mau đến đây, Viên Thiếu Khang cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã lộn tùng phèo lên rồi, chỉ có thể nằm dưới đất kêu gào cầu cứu. Ninh Dũng, mau dừng tay, lúc này, Kỳ Thụy Phong xông thẳng đến. Ninh Dũng quay phát đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn vào Kỳ Thụy Phong, lập tức khiến Kỳ Thụy Phong như rơi vào hầm băng, bóng người nào đó vốn đang xông lên bỗng nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lập tức thay đổi vẻ mặt. Mày muốn chết à, Ninh Dũng híp mắt. Toàn thân đều là sát khí bừng bừng, lạnh lùng nói. Cổ họng Kỳ Thụy Phong hơi cử động, hắn nuốt nước bọt cái ực. Khoảnh khắc vừa nãy dường như hắn ta đã vào đến địa ngục, nơi nào cũng chất đầy thi thể và tràn ngập máu tươi. Nhưng nghĩ đến thân phận của Viên Thiếu Khang, hắn ta bất chấp nhắm mắt nói, Đinh Dũng, mày dừng tay lại, mày biết cậu ấy. Đinh Dũng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Kỳ Thụy Phong, mà xách Viên Thiếu Khang lên, ép sát vào tường. Dùng nắm đấm tàn nhẫn đấm vào mặt Viên Thiếu Khang, Viên Thiếu Khang bị đánh bay thẳng ra ngoài. Một đấm này khiến mặt Viên Thiếu Khang lõm vào luôn. Một đấm này là vì Phương Nhiên, Đinh Dũng chậm rãi tiến lại gần,
nhấc chân lên dẫm vào mặt Viên Thiếu Khang, lòng bàn chân di nhẹ, Viên Thiếu Khang bỗng chốc gào thét thảm thiết. Viên Thiếu Khang bị Đinh Dũng dẫm dưới chân, hai mắt đỏ ngầu, tiếng gào thét phẫn nộ vang lên từ trong cổ họng, là cậu chủ của bất động sản Âu Hào, bình thường hắn ta luôn là kẻ ở trên cao được người ta xu nịnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ bị người ta dẫm dưới chân như rác, tùy ý sỉ nhục. Nỗi nhục khiến Viên Thiếu Khang gần như sắp hôn mê. Thấy Viên Thiếu Khang sắp bị Đinh Dũng đánh chết, Kỳ Thụy Phong chỉ có thể gắng gượng hét lên, Đinh Dũng, tao bảo mày dừng tay, mày nghe thấy chưa? Bảo ông dừng tay, mày là cái thá gì? Đinh Dũng ngẩng phát đầu lên, sát khí quanh người tỏa ra ngùn ngụt. Sát khí ngập trời ập đến chỗ Kỳ Thụy Phong, bịch, bịch, bịch. Kỳ Thụy Phong không khống chế được bản thân liên tục lùi lại ba bước, sau đó gương mặt ngập vẻ hoảng sợ, thằng vô dụng Đinh Dũng này, sao lại có sát khí khủng khiếp thế này? Yết hầu Kỳ Thụy Phong trượt lên xuống, hoảng loạn không thôi. Nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói, Đinh Dũng, mày làm việc chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả sao? Cậu Viên là con trai duy nhất của ông chủ Viên, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì ông chủ Viên chắc chắn sẽ khiến cả nhà họ Hàn chúng mày chôn cùng cậu ấy. Kỳ Thụy Phong giờ chỉ có thế hy vọng Đinh Dũng sẽ kiêng dè tiếng tăm của Viên Thiên Hàng, dù sao người bản địa ở Kim Châu đều biết, Viên Thiên Hàng hồi trẻ làm gì để lập nghiệp. Viên Thiên Hàng, ông ta là cái thá gì? Đinh Dũng cười khẩy, sống hơn 5.000 năm, uy hiếp là thứ anh không sợ nhất. Đinh Dũng, chẳng lẽ mày không biết, ông chủ Viên còn một thân phận khác sao? Ông ấy là tam đương gia của hội Hắc Mã làm gì thì chắc mày biết rõ. Mày có lẽ có thể ngăn được sự trả thù của ông chủ Viên nhưng sự trả thù của hội Hắc Mã, chắc chắn mày không chống lại được. Thấy Viên Thiên Hàng không dọa được Đinh Dũng, Kỳ Thụy Phong cố giả vờ bình tĩnh, lại đưa hội Hắc Mã ra. Hội Hắc Mã là bang hội xã hội đen lớn nhất Kim Châu. Nghe đồn, hội Hắc Mã có hơn 3.000 thành viên, mấy nhân vật cốt cán của bang hội đều là người tàn nhẫn có tiếng trên giang hồ, đến cả Viên Thiên Hàng đến hội Hắc Mã cũng chỉ có thể đứng thứ ba. Người bình thường nghe thấy ba chữ hội Hắc Mã thì đa phần đều sẽ sợ đến mức giã rời chân tay. Nhưng Kỳ Thụy Phong không biết Đinh Dũng không phải người bình thường. Kỳ Thụy Phong, hôm nay mày đưa ông trời ra đây cũng không cứu được bọn mày đâu, Đinh Dũng cười khẩy nói. Thực ra lúc ở sảnh hội nghị, anh đã nhìn Kỳ Thụy Phong không vừa mắt, lúc ấy không tìm được cơ hội ra tay, giờ Kỳ Thụy Phong tự mình giơ mặt ra, thì anh phải nể mặt Kỳ Thụy Phong chứ. Còn về hội Hắc Mã... Nếu dám đến tìm anh thì Đinh Dũng cũng không ngại biến hội Hắc Mã thành hội Tử Mã. Mau vào trong cứu cậu Viên, đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó có người quát khẽ một tiếng. Đinh Dũng hơi cau mày, không ngờ mới đó đã có người đến, anh nhìn Hàn Phương Nhiên đang nằm trên giường, suy nghĩ một lúc, nhanh chân đến chỗ cửa phòng, không thể để người khác thấy tình trạng này của Hàn Phương Nhiên, nếu không một khi truyền ra ngoài thì Hàn Phương Nhiên sẽ mang tiếng xấu mất. Lúc này, 7, 8 bảo vệ vội vàng chạy đến, đúng lúc chạm mặt với Đinh Dũng đến cửa phòng, một bảo vệ đứng đầu ngay lập tức quát khẽ cậu Viên đâu. Đừng nói chỉ mấy bảo vệ các anh, kể cả ông trời có đến cũng đừng hòng dẫn hắn ta đi, Đinh Dũng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn đội trưởng đội bảo vệ, lạnh nhạt nói, không muốn chết, thì cút cho tôi. Cậu, đội trưởng đội bảo vệ bình thường làm gì bị mắng như vậy bao giờ, hắn ta không còn mặt mũi nào cả. Đang định mở miệng phẫn nộ thì đột nhiên trong phòng vang lên tiếng kêu cứu, mau cứu tôi, bắt thằng khốn này cho tôi. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Viên Thiếu Khang, đội trưởng bảo vệ kia biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, đột nhiên hắn ta giơ tay ra như đại bàng xòe móng tóm cổ Đinh Dũng, đồng thời hét to cậu Viên đừng sốt ruột, chúng tôi bắt thằng danh này đây. Thấy đội trưởng bảo vệ ra tay, mắt Đinh Dũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, không ngờ tên đội trưởng bảo vệ này lại biết võ. Nhưng ưng chảo công luyện chưa được ba phần này căn bản không phải là đối thủ của Đinh Dũng. Đinh Dũng chỉ hơi nghiêng người, đã tránh thoát được ưng chảo, cùng lúc đó đó một bàn tay tóm chặt lấy ưng chảo, vặn mạnh. Á, đội trưởng bảo vệ vừa nãy còn hung ác bỗng nhiên trợn trừng mắt, chán toát mồ hôi hột, hắn nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Đinh Dũng hất mạnh một cái, sau đó cổ tay hắn có cảm giác đau đớn dữ dội. Những bảo vệ khác thấy đội trưởng đánh nhau với Đinh Dũng. Đương nhiên không dám đứng chơi, cùng nhau xông lên, Đinh Dũng thấy thế chỉ cười khẩy một tiếng, những người bình thường này còn chưa từng luyện võ, một người hay một nhóm người với anh mà nói chẳng khác gì mấy. Lúc sau, Đinh Dũng đạp một phát lên cổ đội trưởng, đá hắn bay ra xa, đập mạnh vào tường hành lang của căn phòng, sau đó anh giận dữ ra tay, mỗi cú đấm, cái đá đều như ăn sâu vào thịt,
chỉ thoáng cái, trong ánh mắt bàng hoàng của đội trưởng đội bảo vệ, anh đã nhẹ nhàng hạ gục 7, 8 bảo vệ. Tôi nói lại một lần nữa, không muốn chết thì cút ngay, Đinh Dũng nheo mắt nhìn đội trưởng bảo vệ một cái, sau đó xoay người bước vào căn phòng, vừa vào cửa cơ thể bỗng chốc khựng lại, không quay đầu lạnh nhạt nói tôi không muốn chuyện hôm nay bị đồn ra ngoài, nếu không. Đừng trách tôi ác. Sau khi nghe Đinh Dũng nói, đội trưởng đội bảo vệ như được đại xá, vội vàng bò dậy, dẫn 7, 8 tên bảo vệ bị đánh cho mặt mũi bầm dập rời khỏi tầng 8 như chạy trốn. Anh đừng lại đây, Kỳ Thụy Phong chứng kiến cả quá trình rõ ràng bị dọa hết hồn rồi, thấy Đinh Dũng về thì bất giác nuốt nước miếng. Lát nữa sẽ xử lý bọn mày, Đinh Dũng lạnh lùng hừ một tiếng, đạp Kỳ Thụy Phong ngã lăn quay, rồi lại đá mạnh thêm mấy cái, thế mới xả được giận, sau đó anh đi đến chỗ Hàn Phương Nhiên. Ông xã, anh vừa cúi người định bế Hàn Phương Nhiên lên thì lại bị cơ thể mềm mại, gợi cảm cuốn lấy, ánh mắt Hàn Phương Nhiên mơ màng, gương mặt ửng hồng. Cánh môi đỏ mọng quyến rũ hơi run rẩy, phát ra âm thanh mê người. Bà xã, em sao thế? Đinh Dũng ôm lấy vòng eo thon thả của Hàn Phương Nhiên, lúc trước anh không để ý, giờ xem ra Hàn Phương Nhiên rõ ràng đã bị chuốc thuốc. Hích, hích, em. Xin lỗi anh, Đinh Dũng không hỏi còn đỡ, vừa hỏi Hàn Phương Nhiên đã đâm sầm vào lòng anh khóc nức nở. Đinh Dũng vội vàng vỗ lưng Hàn Phương Nhiên, dịu dàng an ủi, là anh có lỗi với em, anh đến muộn rồi. Anh không bảo vệ em tốt, là anh sai. Đinh Dũng còn muốn nói nữa, nhưng đôi môi đỏ mỏng ấm áp đã sáp lại, hôn lên môi anh. Ông xã, em muốn, Hàn Phương Nhiên ôm chặt Đinh Dũng, cuốn lấy Đinh Dũng như bệnh tuộc. Đặt Hàn Phương Nhiên lên giường, Đinh Dũng hít sâu một hơi rồi điểm vài huyệt vị của Hàn Phương Nhiên, sau đó bắt đầu xoa bóp giải độc. Tuy dược tính của thuốc Hàn Thiếu Khang bỏ rất mạnh nhưng trước mặt bậc thầy y đạo như Đinh Dũng thì chẳng đáng là gì. Chưa cần đến 5 phút thì mặt Hàn Phương Nhiên đã hết ửng đỏ, trở lại bình thường. Hàn Phương Nhiên dần dần mở mắt ra, lúc nhìn thấy Đinh Dũng ngồi trước giường thì đôi mắt xinh đẹp của cô ấy bỗng đỏ ửng lên. Cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu hôm nay không có Đinh Dũng thì mình sẽ trở thành bộ dạng nào. Với tính cách của cô ấy, nếu thật sự bị Viên Thiếu Khang quay lại loại video kia thì cô ấy chắc chắn sẽ nhảy lầu tự sát. Hu, hu, Đinh Dũng, em sợ lắm. Hàn Phương Nhiên ôm chặt lấy Đinh Dũng, gương mặt giàn giụa nước mắt. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người con gái, dù bình thường cô tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì lúc thật sự gặp phải nguy hiểm, cô vẫn biết sợ hãi, vẫn hy vọng có một bờ vai để tựa vào. Đinh Dũng trước đây chưa từng cho cô ấy cảm giác có thể dựa dẫm. Nhưng không biết từ lúc nào, Đinh Dũng của bây giờ lại cho cô ấy cảm giác rất an toàn. Thậm chí Hàn Phương Nhiên không biết từ khi nào mình lại có cảm giác an toàn này nữa. Đừng sợ, đều qua cả rồi, Đinh Dũng vỗ bả vai Hàn Phương Nhiên rồi an ủi. Nếu hôm nay anh đến chậm chỉ một phút thì tất cả mọi thứ đều không thể xoay chuyển được. Lúc đó, anh tuyệt đối sẽ giết cả nhà họ Viên. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên phớt đỏ, vừa nãy tuy bị Viên Thiếu Khang bỏ thuốc nhưng cô ấy vẫn còn sót lại chút ý thức. Cô ấy nhớ mang máng dường như mình chủ động bám lấy người Đinh Dũng, hôn anh còn đòi làm chuyện kia với anh nữa. May mắn là Đinh Dũng đã từ chối cô ấy, nếu không giờ đây chắc cô ấy đã xấu hổ đến muốn chết rồi. Bà xã, rời khỏi đây trước đã nhé, Đinh Dũng cười nói, ở sảnh chắc sắp công bố kết quả đấu thầu rồi, anh vẫn còn muốn tặng một niềm vui bất ngờ cho Hàn Phương Nhiên. Giọng Hàn Phương Nhiên thỏ thẻ. Bây giờ thậm chí cô ấy còn không đủ can đảm để nhìn thẳng Đinh Dũng nữa. Bà xã, em ra ngoài trước đi, anh làm chút việc. Đinh Dũng liếc mắt nhìn Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong nằm dưới sàn như hai con chó chết thì trong mắt hiện lên một tia tàn độc. Hàn Phương Nhiên gật đầu rồi dịu giọng nói, đừng làm quá nha. Không phải cô ấy lo cho Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong mà cô ấy sợ Đinh Dũng không khống chế được lực lúc ra tay, sau này lại bị hai nhà họ Viên và Kỳ điên cuồng trả thù. Mẹ, mẹ sao thế, thấy Lâm Hồng Ngạn như vậy, đầu óc Hàn Phương Nhiên càng mơ hồ hơn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trúng rồi, ha, ha, con gái ngoan, con trúng rồi, nhìn thấy Hàn Phương Nhiên, gương mặt Lâm Hồng Ngạn bỗng chốc toát ra vẻ rực rỡ chói mắt. Trúng gì à, lẽ nào, bấy giờ, Hàn Phương Nhiên mới lờ mờ đoán ra nhưng lại cảm thấy không thể tin được. Đúng vậy, con gái, chúng ta trúng rồi. Giá thầu duy nhất của bất động sản đỉnh kim là của chúng ta, Lâm Hồng Ngạn phấn khởi nắm lấy tay Hàn Phương Nhiên. Vừa nãy lúc bất động sản đỉnh kim tuyên bố kết quả nói chỉ chọn một trong số mười mấy công ty dự thầu,
lúc đó bà ấy đã không còn ôm hy vọng gì nữa vì Tú Thủy của nhà bà ấy không thể bì với bất kỳ công ty nào trong số mười mấy công ty kia. Nhưng sau đó cái tên được người phụ trách bất động sản Kim Đỉnh gọi lại là Hàn Phương Nhiên, công ty Tú Thủy. Ngay lúc đó, Lâm Hồng Ngạn đơ người, thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm nữa. Mãi cho đến khi những người ngồi cạnh chúc mừng thì bà ấy mới hoàn hồn, thật sự công ty Tú Thủy đã trúng thầu rồi. Vì quá kích động nên Lâm Hồng Ngạn còn chẳng nhìn thấy được tay con gái mình đang được Đinh Dũng nắm. Mẹ, sao bất động sản Đỉnh Kim lại chọn chúng ta? Hàn Phương Nhiên vẫn không thể nào tin được điều này là thật, thậm chí còn ngỡ mình đang nằm mơ. Lâm Hồng Ngạn lắc đầu nói, mẹ cũng không biết, kệ đi, chúng ta trúng thầu rồi, chúng ta móc nối được quan hệ với nhà họ Kim rồi, sau này chắc chắn ông nội con sẽ càng xem trọng con hơn rồi. Nhà họ Hàn là một gia tộc lớn, nhưng nhánh của mẹ con họ là nhánh bị khinh thường nhất, sản nghiệp của gia tộc dường như chẳng liên quan gì đến bọn họ, thậm chí bọn họ còn không có tư cách để tham gia hội nghị gia tộc nữa. Nhưng Lâm Hồng Ngạn tin rằng nếu chuyện hợp tác với nhà họ Kim lần này truyền tới bên gia tộc thì trong gia tộc sẽ có một phen chấn động, sau này nhánh của mẹ con họ sẽ có được nhiều tài nguyên hơn, Hàn Phương Nhiên cũng có thể nhờ bước tiến này để thu hút được sự chú ý của gia chủ Hàn Quang Lâm. Hàn Phương Nhiên mừng rỡ nhìn Đinh Dũng, bây giờ cô ấy cảm thấy rất may mắn vì lúc nãy đã nghe lời Đinh Dũng bỏ thầu bất động sản Đỉnh Kim, nếu không cơ hội trời ban này lại bị cô ấy lãng phí mất rồi. Kim Tư Kỳ và Hàn Phương Nhiên thân thiết nói chuyện, điều này khiến cho những người ở trong sảnh đều ghen ghét đố kỵ. Ai cũng không ngờ được, một tiếng đồng hồ trước, công ty Tú Thủy còn đang mấp mé bờ vực phá sản mà một tiếng đồng hồ sau lại gặp được cơ hội tốt đến thế. Trở thành đối tác hợp tác duy nhất của bất động sản Đỉnh Kim. Điều này có nghĩa là trong nửa năm tới, chỉ cần công ty Tú Thủy không mắc sai lầm gì thì quy mô sẽ mở rộng ít nhất 5 lần. Hàn Phương Nhiên cũng sẽ nhân cơ hội này, một bước trở thành bà chủ của công ty nội thất hàng đầu tại thành phố Kim Châu. Kim Tư Kỳ và Hàn Phương Nhiên đang bàn bạc chuyện hợp tác. Đinh Dũng cũng không rảnh, sau khi lên mạng tra số điện thoại của các tòa soạn, công ty truyền thông lớn ở Kim Châu, anh lần lượt gọi cho từng nơi một, nói cho bọn họ biết phòng Tổng thống 888 ở khách sạn Kim Châu chuẩn bị có điều bất ngờ. Chưa đầy nửa tiếng sau, rất nhiều phóng viên lao đến khách sạn Kim Châu cứ như cá mập ngửi thấy mùi máu. Không ít phóng viên vốn chẳng mong chờ gì vào cú điện thoại nặc danh, nghĩ rằng xã hội bây giờ cũng lắm kẻ trêu ghẹo. Nhưng sau khi bọn họ xông vào phòng 888 thì đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Bọn họ không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung cảnh tượng trước mắt. Lát sau, đã có người nhận ra một người trong đó, là Viên Thiếu Khang, cậu chủ của bất động sản Âu Hào. Sắc mặt mấy thợ săn ảnh hưng phấn, hồng hào, đây là nhân vật đình đám của thành phố Kim Châu đấy. Người thừa kế duy nhất của tỷ phú. Nhưng bình thường, Viên Thiếu Khang vẫn luôn tỏ ra chính trực, là bạch mã hoàng tử hoàn hảo nhất trong mắt hàng ngàn thiếu nữ ở Kim Châu. Nhưng, biết người biết mặt mà không biết lòng. Ai mà ngờ được, giữa ban ngày ban mặt, Viên Thiếu Khang lại làm ra chuyện này ở trong khách sạn. Làm loại chuyện này thì cũng thôi, người kia lại còn là đàn ông. Thấy Đinh Dũng chuẩn bị chạy sang phòng mình, Hàn Phương Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận. Sửa đèn phiền phức lắm, hay là hôm nay em ngủ ở phòng anh nhé, Hàn Phương Nhiên khẽ khàng nói, giọng nghe rất tự nhiên. Có gì đâu, anh sửa đèn giỏi lắm, lúc trước khi ở quê, đèn nhà ai hỏng đều gọi anh sửa. Em đợi đấy, cùng lắm là 3 phút anh sẽ sửa xong cho em, Đinh Dũng cười hì hì nói vừa đi tới phòng Hàn Phương Nhiên. Không cần nữa, tự nhiên em không muốn sửa nữa, Hàn Phương Nhiên cắn răng, lạnh lùng nói. Nói xong thì đóng cửa rầm một tiếng. Đinh Dũng mờ mịt, cái cô này sao thế nhỉ? Không phải là bảo sửa đèn à? Sao lại đi thế? Đêm đó Đinh Dũng ngủ say như chết. Nhưng đó lại là một đêm mất ngủ của cả Kim Châu. Ảnh của Viên Thiếu Khang được bình chọn là tin giật gần nhất năm, được các phương tiện truyền thông đại chúng thi nhau chia sẻ. Bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Viên chạy ngược chạy xuôi cả đêm nhưng vẫn không ém được tin tức. Sóng trước chưa lặng thì một con sóng mới lại ập tới. Sau nửa đêm, lại có người đăng lên mạng một đoạn video, nhân vật chính trong video là Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong. Độ nóng của các trang thông tin, báo chí vẫn chưa hạ xuống, các trang web video lớn lại một lần nữa bùng nổ. Thân phận của Kỳ Thụy Phong bị người ta điều tra ra ngay sau đó.
là nhân viên cốt cán của Cục Quản lý Thành phố Kim Châu. Tuy không có nhiều chủ đề bàn tán như Viên Thiếu Khang nhưng cũng được coi là một người có máu mặt. Ninh Dũng đang ngủ mơ mơ màng màng, thì bị Hàn Phương Nhiên đánh thức. Sau khi mở mắt, thì thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên rất kỳ quái. Việc tối qua, là anh làm, Hàn Phương Nhiên hỏi. Việc tối qua, việc gì tối qua, Đinh Dũng giả vờ kinh ngạc, tưởng Hàn Phương Nhiên phát hiện việc về bất động sản đỉnh kim. Thì là việc Viên Thiếu Khang với Kỳ Thụy Phong đó, Hàn Phương Nhiên bực bội lườm Đinh Dũng một cái. À, việc đấy à, là anh làm, Đinh Dũng thoải mái thừa nhận, thấy phản ứng của Hàn Phương Nhiên. Rõ ràng là mấy cuộc gọi hôm qua của anh đã phát huy tác dụng. Mặc dù đã đoán được là do Đinh Dũng làm, nhưng khi Đinh Dũng thừa nhận, Hàn Phương Nhiên vẫn vô cùng kinh ngạc. Cô ấy hiểu rất rõ, việc này là cú sốc mang tính hủy diệt thế nào với Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong. Trước hôm qua, Viên Thiếu Khang còn là bạch mã hoàng tử của thành phố Kim Châu, là người tình trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ. Nhưng sau việc đó, Viên Thiếu Khang lại trở thành đại tử chỉ buồn nôn. Đến cả công ty của Viên Thiên Hàng, cũng tổn thất 200-300 triệu nhân dân tệ trong một đêm. Mà tất cả chỉ là việc Đinh Dũng tùy tiện làm, tâm trạng Hàn Phương Nhiên rối rắm vô cùng, cô ấy không thể liên hệ Đinh Dũng vô dụng ngày trước và Đinh Dũng gian trá, thay đổi thất thường hiện tại lại với nhau. Sao thế, thấy Hàn Phương Nhiên hơi ngẩn ngơ, Đinh Dũng hỏi. Không, không sao, bố em đang ở phố đồ cổ, bố muốn anh đưa một bức thư pháp đến đó. Hàn Phương Nhiên nói xong thì giơ cái hộp dài bằng gỗ lim ở sau người ra. Đinh Dũng nhận chiếc hộp, đánh răng rửa mặt xong thì gọi xe đến phố đồ cổ. Sau khi xuống xe, từ chỗ xa tít tắp Đinh Dũng đã thấy bố vợ mình, Hàn Thành Sơn. Khác với sự độc đoán của Lâm Hồng Ngạn, tính cách Hàn Thành Sơn rất hiền lành, ít khi tranh quyền đoạt lợi, một năm bốn mùa, phần lớn thời gian ông ấy đều ở ngoài, giao lưu với tranh chữ cổ. Ha, ha. Nếu vậy thì cậu Hàn, bức tranh chữ của thầy Âu này, tôi trả cậu 2 triệu, được không? Tôn Đại Phúc cười nói. 2 triệu. Ninh Dũng nheo mắt, lão già này trông có vẻ thông minh mà sao một bức tranh chữ thật của Âu Dương Tu lại trả Hàn Thành Sơn 2 triệu. Phải biết là, trên thị trường tranh chữ hẳn hoi, bút tích thật của Âu Dương Tu bán với giá 1 triệu rưỡi là cao rồi, nhưng Tôn Đại Phúc này lại trả luôn cho Hàn Thành Sơn 2 triệu, cao hơn giá thị trường 500.000. Thế không hợp với bản tính trục lợi của thương nhân lắm. Ngay sau đó, Hàn Thành Sơn đã giải đáp cho nghi vấn của Đinh Dũng. Ha, ha, ông chủ Tôn hào phóng quá, Hàn Thành Sơn mặt mũi hồng hào, rõ ràng cũng không ngờ, Tôn Đại Phúc sẽ trả cho ông ấy giá cao vậy. Ông chủ Tôn đã hào phóng vậy thì Hàn Thành Sơn tôi cũng không thể để ông chủ Tôn chê cười được, Hàn Thành Sơn lấy luôn một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đập bộp lên bàn, ông chủ Tôn. Trong cái thẻ này có 3 triệu, tính cả 2 triệu tranh chữ của Âu Dương Tu, tổng cộng là 5 triệu. 5 triệu, bức tranh chữ thật của thầy Nhan đó, tôi lấy. Ha, ha, cậu Hàn thẳng thắn quá, vậy tôi đi lấy đồ cho cậu Hàn. Thấy Tôn Đại Phúc cười tít mắt xoay người rời đi, Đinh Dũng chợt cau mày, anh hiểu tại sao Tôn Đại Phúc lại trả cho bố vợ mình nhiều hơn 500.000, thì ra là có âm mưu. Một lát sau, Tôn Đại Phúc lấy ra một cuộn tranh chữ được bọc kín mít. Cậu Hàn, đây là tranh chữ của thầy Nhan, tôi dốc hết sức bình sinh mới mang được về từ nước ngoài đấy. Sau khi anh mang về thì phải bảo quản cẩn thận nhé. Tôn Đại Phúc nheo mắt đặt cuộn chữ vào tay Hàn Thành Sơn. Bút tích thật của Nhan Chân Khanh thì nét chữ đầy đặn, ngay ngắn, phóng khoáng, khiến người nhìn có cảm giác choáng ngợp như tráng sĩ tay giơ nắm đấm uy nghiêm. Bức tranh này, tuy rằng bút tích cũng rất phóng khoáng, đầy đặn nhưng chỉ mô phỏng được hình thức bên ngoài của Nhan Chân Khanh. Về cái hồn tranh đích thực thì còn kém xa. Đồ giả thế này, cùng lắm cũng chỉ đáng 200.000. Bố, bút tích của thầy Nhan hình như hơi có vấn đề, Đinh Dũng đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Hàn Thành Sơn bị lừa, vì thế chỉ có thể nhắc khéo. Ai ngờ vừa nói xong, Tôn Đại Phúc còn chưa nói gì, Hàn Thành Sơn đã nổi giận, nói linh tinh. Đây là bút tích thật của thầy Nhan, đồ vô dụng như cậu thì biết cái gì. Vốn Tôn Đại Phúc đang lo sợ vì lời nói của Đinh Dũng, nhưng nhìn thấy phản ứng của Hàn Thành Sơn, ông ta như mở cờ trong bụng. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Có đồng đội như Hàn Thành Sơn, cho dù Đinh Dũng có phát hiện ra cái gì ông ta cũng chẳng cần lo. Đinh Dũng im bặt, dù gì mình cũng là con rể của Hàn Thành Sơn, nhưng bây giờ Hàn Thành Sơn lại tin người ngoài chứ không tin mình. Bố, bức tranh chữ này của Nhan Chân Khanh là thật hay giả,
bố cứ nhìn bút tích. Cậu câm miệng cho tôi, Đinh Dũng còn đang định khuyên, nhưng Hàn Thành Sơn không nghe, ngắt lời anh nói, cậu có tài cán gì mà tôi không biết. Ở rể nhà tôi một năm, ngay cả một công việc hẳn hoi cậu cũng chẳng tìm được. Giờ cậu ở đây ra vẻ cái gì? Không sợ mất mặt à? Hàn Thành Sơn nói lời cay độc, trước mặt bao nhiêu người Đinh Dũng lại bảo bút tích này là giả. Thế chẳng phải là bảo Hàn Thành Sơn ông mắt mù, bỏ ra 5 triệu đi mua đồ giả. Anh Hàn bớt nóng, đừng chấp nhặt với con rể anh làm gì. Thanh niên bây giờ xem mấy chương trình giám định đồ cổ xong thì nghĩ là mình là chuyên gia giám định. Bọn họ không hiểu được nghề của tôi nó như thế nào, Tôn Đại Phúc giả tạo nói. Trông thì có vẻ như đang khuyên Hàn Thành Sơn, nhưng thực chất là đang mỉa mai Đinh Dũng. Điều này đương nhiên Đinh Dũng biết. Hừ, cái loại mất mặt, còn không mau cút về đi, Hàn Thành Sơn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị về. Vậy thì cảm ơn ông chủ Tôn, Đinh Dũng cất tranh cẩn thận, cười nói. Cậu lấy cái thứ vớ vẩn này làm gì, Hàn Thành Sơn gắt. Ông muốn đạp Đinh Dũng ra ngoài ngay và luôn. Cái loại mất mặt, cứ như mấy người bán đồng nát ấy, đồ Tôn Đại Phúc người ta sắp vứt thì lại lấy. Bố, đây là đồ quý đó, Đinh Dũng cười bí hiểm. Quý con khỉ, nếu là đồ quý thật thì còn có thể đến lượt cậu chắc, Hàn Thành Sơn bĩu môi. Trong giới đồ cổ, đúng là thường có chuyện nhặt được món hời thế này. Nhưng đa số, người có thể nhặt được món hời đều là những người có bản lĩnh, hiểu biết đồ cổ. Còn giống như con rể ông, ngu ngơ, bảo đi nộp học phí cho người ta thì còn tạm được. Đinh Dũng lắc đầu, không giải thích, bức tranh chữ trong tay anh, cho anh 10 bức tranh chữ thật của Nhan Chân Khanh anh cũng không đổi. Ông Vương, Hàn Thành Sơn chuẩn bị đi thì lại nhìn thấy một người khiến ông không ngờ, đó là Vương Bồi Thành, hội trưởng hội thư pháp thành phố Kim Châu. Vương Bồi Thành không chỉ là người có tiếng tăm trong giới thư pháp Kim Châu mà còn có kiến thức sâu rộng về đồ cổ. Ông ấy từng là khách mời đặc biệt của chương trình đi tìm bảo vật của đài truyền hình Trung ương, ngoài đời rất có tiếng tăm. Hàn Thành Sơn vô cùng vui mừng, Vương Bồi Thành là thần tượng mà ông ta nằm mơ cũng muốn gặp. Ông Vương, sao ông lại ở đây? Hàn Thành Sơn thân thiết chào hỏi. Vương Bồi Thành mặc đồ thời đường màu đen, nhìn rất hiền hậu, nhanh nhẹn, không chút giả nua. Thấy Hàn Thành Sơn chào hỏi mình, ông nhíu mày, hiển nhiên là không nhớ đã gặp Hàn Thành Sơn ở đâu rồi. Cậu là... Cái gì? Hàn Thành Sơn bỗng chốc ngẩn ngơ, há to miệng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, ý của Vương Bồi Thành là... Vương Bồi Thành lắc đầu, nói, đây không phải bút tích thật của thầy Nhan, là giả. Hàn Thành Sơn như bị sét đánh, sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Lúc nãy Đinh Dũng nói chữ này là giả, ông ta định tát cho Đinh Dũng hai cái, cảm thấy Đinh Dũng đang nói linh tinh. Nhưng giờ, đến cả Vương Bồi Thành cũng nói như vậy. Dù ông ta có ngốc cỡ nào thì cũng phải hiểu, mình bị Tôn Đại Phúc lừa rồi. Tôn Đại Phúc, ông là đồ gian thương, trả tôi 5 triệu, Hàn Thành Sơn giận run, cầm bức tranh giả trong tay định đi tìm Tôn Đại Phúc liều mạng. Đinh Dũng vội vàng ngăn lại, bố đừng quá khích. Mua bán văn vật cổ, quan trọng là đôi bên tình nguyện, chỉ cần trả tiền rồi, ra khỏi cửa, thật hay giả cũng không liên quan gì đến người bán, mua chúng đồ giả, chỉ có thể trách mắt mình kém. Không có bản lĩnh. Đừng nói Hàn Thành Sơn hôm nay chỉ lấy ra 5 triệu, kể cả ông ta có lấy ra 100 triệu, thì chỉ cần ra khỏi tụ bảo các, 100 triệu đó cũng không liên quan gì đến ông ta nữa. Cậu Hàn, cậu làm gì thế? Đồ là do cậu xin tôi bán cho cậu, giờ bị lừa lại trách tôi, tưởng Tôn Đại Phúc tôi dễ bắt nạt à? Tôn Đại Phúc nói rất cứng, lúc trước ông ta đã nói, ngành này vô cùng phức tạp, dù là anh em ruột với nhau cũng thường xuyên có tình trạng lừa đảo. Chứ đừng nói đến mối quan hệ chỉ liên quan đến lợi ích như ông ta và Hàn Thành Sơn. Ông biết rõ chứ giả tại sao còn bán cho tôi, Hàn Thành Sơn tức đến mức thở hổn hển, 5 triệu, dù là ông ta thì cũng đau lòng. Hừ, Hàn Thành Sơn, chứ nếu là thật thì cậu có mua nổi với giá 5 triệu không? Nói trắng ra, cậu cũng muốn chiếm hời từ Tôn Đại Phúc tôi, nhưng bản thân lại không có bản lĩnh thôi, Tôn Đại Phúc hừ lạnh một tiếng, nói. Tranh chữ của Nhan Chân Khanh chân chính, giá thị trường khoảng 7 triệu, Hàn Thành Sơn không chịu động não thì trách ai được. Đinh Dũng thở dài, mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng Tôn Đại Phúc nói có lý thật, Hàn Thành Sơn nếu không tham lam thì e là cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Vương Bồi Thành đứng bên cạnh bặm môi, không nói gì cả, mặc dù ông ấy rất có uy tín trong ngành này, nhưng đứng trước việc mua bán đôi bên tình nguyện,
thì uy tín của ông ấy căn bản chẳng có tác dụng gì, ông ấy nếu dựa vào đó để bắt nạt người khác, ép Tôn Đại Phúc trả tiền thì sẽ làm hỏng quy tắc của ngành. Quy tắc ngành, không phá được. Ông, Hàn Thành Sơn chỉ Tôn Đại Phúc, tức đến mức không nói nên lời. Bố, thôi, đừng giận nữa. Chẳng phải là một bức tranh chữ của Nhan Chân Khanh sao, về rồi con tìm cho bố cái tốt hơn. Đinh Dũng tiếp tục an ủi, dù sao cũng là bố vợ mình, Đinh Dũng cũng không thể trơ mắt nhìn Hàn Thành Sơn tức đến sinh bệnh. Cậu nói cái gì, tranh chữ của thầy Nhan cậu muốn là có được sao? Hàn Thành Sơn cảm giác tim mình đang chảy máu, tích lũy nửa đời của ông ta đều đổ vào đây hết rồi. Tôn Đại Phúc nói thế thì hơi quá rồi, ở con phố đồ cổ này, tụ bảo các của Tôn Đại Phúc, rõ ràng là cửa hàng tốt nhất, giá khởi điểm ít nhất cũng phải 100 triệu, Tôn Đại Phúc có gan nói thật. Nhưng Tôn Đại Phúc đã nói thế thì mọi người cũng hiểu, tranh cổ trong tay Đinh Dũng, 99% là hàng giả rồi, nếu không, Tôn Đại Phúc sao dám to mồm thế chứ? Ông chủ Tôn nói đùa rồi, thế này đi, nếu đồ trong tay tôi là tranh chữ của thầy Vương thật, tôi cũng không cần cửa hàng của ông chủ Tôn, chỉ muốn ông chủ Tôn trả lại 5 triệu kia cho bố tôi là được, Đinh Dũng nheo mắt, cười nói. Thế nếu không phải thì sao, Tôn Đại Phúc cũng nheo mắt. Thằng ở rể nhà họ Hàn này có tự tin thật hay là đầu óc không bình thường? Tôn Đại Phúc nghiêng về phía sau nhiều hơn. Nếu không phải, tôi sẽ cho thêm ông chủ Tôn 5 triệu, Đinh Dũng cũng rất lớn lối. Người hóng hớt xung quanh đột nhiên hưng phấn hẳn, không ngờ, chỉ ra ngoài dạo phố thôi mà lại thấy màn cá cược đỉnh cao thế này. Cậu điên rồi, cậu lấy đâu ra 5 triệu, Hàn Thành Sơn tức đến mức phồng mang trợn mắt, thằng con rể không có tiền đồ này của mình bị mấy câu của người ta khích bác, đã mắc câu rồi. Lấy một thứ đồ rách nát cá cược với người ta, tiền cược còn là 5 triệu, Hàn Thành Sơn cảm giác mình sắp tức đến mức nhồi máu cơ tim luôn rồi. Đinh Dũng không để ý Hàn Thành Sơn, chỉ nhìn Tôn Đại Phúc một cái, khiêu khích nói, ông chủ Tôn, ông dám không? Ha, ha, có gì mà không dám, Tôn Đại Phúc đẩy kính lão, trong lòng đã cười như được mùa, hôm nay đúng là ngày may mắn của mình, có đầu ngu ngốc Hàn Thành Sơn tặng cho ông ta 5 triệu trước. Sau đó lại có thằng con rể của Hàn Thành Sơn, còn ngu ngốc hơn, cũng muốn tặng cho ông ta 5 triệu. Hai người này, không phải mấy đứa phá gia chi tử kiếp trước chuyển kiếp chứ, Tôn Đại Phúc vui vẻ nghĩ. Vậy được, vậy phiền mọi người làm chứng, Đinh Dũng chắp tay với mọi người xung quanh. Được, được, mau bắt đầu đi. Tôi cũng muốn xem bút tích của thầy Vương trông thế nào. Cậu cái đồ không ra gì, có phải có thủ với nhà họ Hàn của tôi không? Hàn Thành Sơn đau đớn nói. Hôm nay ông ta bị lừa mất 5 triệu, nếu Đinh Dũng sau đó cũng lại bị lừa 5 triệu, thì nhà họ Hàn chắc chắn sẽ là trò cười cho cả cái Kim Châu này. Thành Sơn, sao không tin anh bạn nhỏ một lần, Vương Bồi Thành cau mày nói, thực ra ông ấy nhìn cách đối nhân xử thế của Đinh Dũng, không giống như kiểu người thích chém gió, Đinh Dũng dám nói vậy thì hẳn là đã chắc chắn. Nhưng ông Vương, Hàn Thành Sơn còn định nói gì, nhưng thấy ánh mắt không vui của Vương Bồi Thành thì bỗng ngậm miệng. Đinh Dũng đưa tranh cổ ra, mở ra cho mọi người xem. Đinh Dũng gật đầu nói, giấy tuyên này đúng là có dày hơn giấy tuyên bình thường. Ý của cháu là, bút tích thật của thầy Vương, là ở bên dưới, Vương Bồi Thành nói ngay vào trọng điểm. Giấy tuyên ở trong tay Đinh Dũng có thể là do hai tờ giấy dính lại vào nhau, tạo thành hai tầng. Tờ bên trên là có người viết lung tung, còn bên dưới thì là bút tích của Vương Hy Chi. Vâng, Đinh Dũng khẽ gật đầu. Sao có thể? Đúng đó, theo lý mà nói, người xưa không thể nào có kỹ thuật cao siêu thế này được. Cho dù bên dưới có là tranh chữ thật, nhưng sao cậu biết được đó là bút tích của thầy Vương? Mọi người xôn xao bàn tán. Đúng vậy, chuyện này không thể nào tưởng tượng được, ai mà ngờ rằng người xưa lại có kỹ thuật cao siêu như thế, dính hai tờ giấy tuyên lại với nhau. Điều này khiến người nhìn không nhận ra chút dấu vết nào. Hơn nữa, bây giờ có một vấn đề, đó là cho dù bên dưới có tranh chữ thật, thì làm sao Đinh Dũng khẳng định chắc chắn rằng đó là tranh chữ của Vương Hy Chi như thế? Dù sao vẫn cách một lớp giấy cơ mà. Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Đinh Dũng chỉ cười mà không giải thích. Tôi tách lớp giấy đầu tiên ra cho mọi người xem trước nhé. Sau khi tách ra, mọi người sẽ biết ngay, bên dưới có phải bút tích của thầy Vương hay không? Cháu định tách thế nào? Lúc này Vương Bồi Thành nói. Ông chỉ sợ Đinh Dũng không biết cách tách, bất cần làm hỏng mất bảo vật quý giá. Ông Vương yên tâm, cháu tự có cách của mình, Đinh Dũng trả lời chắc chắn.
Cách tách loại giấy bột này đối với Đinh Dũng chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này, những người nhìn thấy tranh chữ ai cũng vô cùng choáng ngợp, chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi của Vương Hy Chi cũng đủ để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem. Đời này không còn gì hối tiếc, không còn gì hối tiếc, Vương Bồi Thành xúc động, đôi mắt đỏ au. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình còn sống lại có thể một lần nữa nhìn thấy bảo vật như vậy. Đối với mỗi một người yêu thư pháp, Thánh thư pháp Vương Hy Chi là tượng đài phải ngưỡng mộ muôn đời. Tôi ra giá 10 triệu. Người anh em, cậu có thể bán bức thư pháp của thầy Vương cho tôi không? Một người to béo, mặt mày phúc hậu từ trong đám người đứng ra, xúc động hỏi. Hừ, mới có 10 triệu, ông đang sỉ nhục thầy Vương à? Chàng trai, tôi là Chu Khang, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đình, tôi sẵn sàng bỏ ra 20 triệu, cậu có đồng ý không? Lại thêm một người đàn ông trung niên mặc com lê, tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin đứng ra nói. Nghe thấy người đàn ông trung niên nọ đứng ra xưng tên tuổi, đám đông lại một lần nữa xôn xao. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đình là nhà đầu tư bất động sản lừng lẫy Kim Châu, tài sản lên tới bạc tỷ. Tôi ra giá 25 triệu. Chu Khang, đừng tranh với tôi. Lại thêm một đại gia lên tiếng. Nghe thấy từng con số với đơn vị là chục triệu, mắt Tôn Đại Phúc đỏ ngầu. Nếu như không có Đinh Dũng, bút tích của Vương Hy Chi bây giờ đã là của ông ta. Có thể nói, Đinh Dũng khiến ông ta mất trắng mấy chục triệu. Tôn Đại Phúc cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu. Người qua đường đứng xem vốn chỉ định đến hóng hớt, nhưng bây giờ bút tích của Vương Hy Chi lộ ra, tất cả đều mất bình tĩnh. Hơn thế, bây giờ không khí đang có xu hướng biến thành một phiên đấu giá. Mấy đại gia hàng đầu sắp ganh đua nhau rồi, thậm chí đã có người hét giá tới 40 triệu. Với tình hình lúc này, Đinh Dũng đã dự liệu rồi. Vì thế vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Thì ra là vậy. Anh bạn này đúng là có trí nhớ siêu phàm, kiến thức uyên bác, Vương Bồi Thành lại cảm thán một câu, lúc này ông ấy đã mơ hồ có tâm lý bái phục người thanh niên đang đứng trước mặt này, đã lâu rồi không gặp được một thanh niên giỏi như vậy. Ông Vương quá khen rồi, Đinh Dũng không hề tự cao tự đại mà nói. Ông chủ Tôn, Đinh Dũng bỗng nhiên chuyển tầm mắt về phía Tôn Đại Phúc, ý như không nói cũng hiểu. Tôn Đại Phúc nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cháu trai à! Cháu đã có bút tích gốc của thầy Vương rồi, vậy chuyện 5 triệu cứ cho qua đi, Tôn Đại Phúc ngượng ngùng nói. Cho dù lúc này tâm trạng của ông ta còn khó chịu hơn cả bố ruột chết, nhưng là một thương nhân, bây giờ ông ta bắt buộc phải giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nếu như có thể khuyên Đinh Dũng bỏ qua ý nghĩ về 5 triệu đó thì ông ta cũng không phải lỗ quá nặng, dù gì bút tích gốc của Vương Hy Chi nếu như không có Đinh Dũng thì rất có khả năng mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Ông chủ Tôn, chuyện gì ra chuyện đó? Bút tích của thầy Vương là do ông tặng cho tôi, nếu muốn trách thì trách ông có mắt như mù. Nhưng 5 triệu đó của bố tôi là chuyện chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi, tôi khuyên ông chủ Tôn hãy giao ra đi. Nếu không truyền ra ngoài, sau này còn ai đến chỗ ông chủ Tôn mua hàng nữa đây, Đinh Dũng nói không nặng không nhẹ. Anh đương nhiên có thể không cần 5 triệu đó, nhưng cái kiểu tiểu nhân đắc ý của Tôn Đại Phúc trước đó làm anh không ưa nổi. Không ưa thì phải báo thù, trước giờ Đinh Dũng vẫn nhỏ nhen vậy đó. Mặt mày Tôn Đại Phúc hết xanh rồi đỏ, hoàn toàn nảy sinh lòng hận thù với Đinh Dũng rồi. Nhưng bây giờ trước cửa tiệm nhiều người như vậy, trong đó có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố Kim Châu này, ông ta cũng không dám làm ra chuyện gì trước mặt những người đó. Vậy nên chỉ do dự trong chốc lát, Tôn Đại Phúc cắn răng lấy cái thẻ ngân hàng lúc trước Hàn Thành Sơn đưa cho ông ta ra, và cả tranh chữ của Âu Dương Tu. Tiền, cậu cầm lấy đi. Tôn Đại Phúc đưa thẻ và tranh chữ của Âu Dương Tu cho Đinh Dũng, nghiến răng nói. Ý tứ uy hiếp trong lời nói người sáng suốt đều nghe ra được. Nhưng mà Đinh Dũng cũng chẳng thèm quan tâm, uy hiếp anh, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Bố giữ thẻ đi, tranh chữ thì con sẽ mang về, Đinh Dũng đưa thẻ cho Hàn Thành Sơn. Nhưng ai ngờ được Hàn Thành Sơn còn không chạm vào, đẩy thẻ ngược lại về trong tay Đinh Dũng, cười nói tiểu Dũng. Cái thẻ này thật tình bố không dám nhận, con dùng tiền trong thẻ đi khám bệnh cho Tiểu Tuyết, mua quần áo cho bản thân. Dù gì thì bây giờ tiền trong thẻ đều là của con rồi. Hàn Thành Sơn bây giờ càng nhìn càng thấy thuận mắt, luôn cảm thấy như mình đã nhặt được một món đồ quý. Tìm cách lấy được bút tích Vương Hy Chi cho ông ta đã đành, còn thay ông ta xả hết cục tức này, trả lại nguyên đai nguyên kiện sự sỉ nhục mà Tôn Đại Phúc mang đến cho ông ta. Sống hơn nửa đời người rồi.
lần đầu tiên Hàn Thành Sơn cảm thấy dễ chịu như vậy. Bố, không được đâu. Cơ thể Đinh Dũng vốn gầy yếu, nếu đổi lại là lúc trước bị gã đàn ông này siết chặt bả vai thì chắc chắn đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng Đinh Dũng của ngày hôm nay, không phải là tên ở rể trói gà không chặt, để mặc người ức hiếp như ngày trước. Gã đàn ông muốn đánh lén từ phía sau, nhưng lại không hề nghĩ đến việc mọi cử động của bọn họ đều trong tầm kiểm soát của Đinh Dũng. Nghĩ đến đây, Đinh Dũng nghiêng người tránh, ngay sau đó xoay người lại đá một phát lên ngực gã đàn ông. Bịch, gã đàn ông ước chừng cũng phải hơn 50 cân vậy mà lại bị Đinh Dũng đá một phát văng ra xa, vẽ một đường cong trên không, rơi xuống đất cái bịch. Nụ cười ác độc trong chốc lát biến thành vẻ mặt đau khổ. Anh hai, nhìn thấy anh hai bị đá một phát ngã lộn cù mèo trên mặt đất, những tên khác đều bị Đinh Dũng làm cho sợ hãi. Gã đàn ông được gọi là anh hai khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, ôm chặt ngực, trên mặt mang theo vẻ đau khổ, nghiến răng hét lên từng chữ một, thằng nhãi này có chút bản lĩnh, cùng xông lên, xử đẹp cái mạng chó của nó cho tao. Vâng, mọi người cùng xông lên. Mấy tên này bình thường ức hiếp người khác quen rồi, nhìn thấy anh hai bị đánh tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Với cả thằng nhãi trước mặt lại là người đại ca chỉ đích danh phải bắt về được, bọn họ liếc nhìn nhau rồi lập tức xông lên. Tự tìm đường chết, Đinh Dũng cười khẩy một tiếng, nhìn mấy tên đang xông qua, híp mắt một cái. Quá chậm. Vèo, không đợi mấy tên này xông đến, Đinh Dũng đã hóa thành một cái bóng chủ động xông lên, tiếng gió rít tát vào mặt, mấy gã đàn ông không kịp phản ứng, Đinh Dũng đã đến ngay trước mặt. Võ công trong thiên hạ duy nhất chỉ có tốc độ nhanh là không thể phá giải, tốc độ của Đinh Dũng nhanh như tia chớp. Tên cầm đầu trong nhóm đó là một gã đàn ông tóc dài. Tên này vốn đang mặt mày dữ tợn xông về phía trước, đột nhiên bị một trận gió to đập vào mặt, ngay sau đó trước mắt tối sầm, ánh sáng bị một nắm đấm nhìn có vẻ gầy yếu che lại, chiếu lên mặt hắn ta. Bên trong con ngõ nhỏ vắng vẻ không có lấy một bóng người, lại trông có vẻ âm u. Phía trước có một lối rẽ, một gã đàn ông tóc đen đang dựa vào góc tường hút thuốc. Khi trông thấy Đinh Dũng và vài tên đồng bọn, hắn mau chóng đứng dậy hét lên về phía góc ngoặt, đại ca. Đội của anh hai đã tóm bọn tiểu tử đó về đây rồi. Mấy gã đàn ông vừa nghe thấy gã thanh niên tóc đen hét lên thì không khỏi nóng ran cả mặt. Đây đâu phải là bắt người về mà rõ ràng là bị người ta bắt về đây. Mặc dù bọn chúng có lòng nhắc nhở gã thanh niên tóc đen nhưng cứ nghĩ tới bên cạnh còn một sát tinh như thế này, bọn chúng lập tức xóa luôn suy nghĩ đó. Cảm nhận được sự yên tĩnh của vài người phía trước, Đinh Dũng cười với vẻ hài lòng. Nếu như mấy tên này dám có hành động gì khác thường thì anh sẽ lập tức ra tay. Cho dù làm như vậy có thể kinh động đến những người trong con ngõ nhỏ, nhưng cho dù kinh động tới bọn họ thì cũng có sao đâu. Rất nhanh chóng, Đinh Dũng đã theo mấy tên kia đi vào bên trong con hẻm nhỏ. Đây là một con ngõ cụt, chỉ có một hộ gia đình. Trên ổ khóa của nhà này còn rõ vết gì, rõ ràng đã lâu lắm rồi không ai sống ở đây. Đây chính là một nơi giết người lý tưởng. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng cười lạnh lùng nhìn vào bên trong con ngõ. Vừa hay anh nhìn thấy Viên Thiếu Khang đang đeo khẩu trang và đội mũ. Tên này quả nhiên ở đây. Viên Thiếu Khang đội chiếc mũ lưỡi chai, trên mặt hắn còn đeo khẩu trang. Nếu không phải Đinh Dũng đoán ra hắn ở đây từ trước thì chưa chắc đã nhận ra hắn được. Xem ra tên này từ sau khi lên bản tin thì đã bớt phách lối hơn hẳn. Đinh Dũng Viên Thiếu Khang đội chiếc mũ lưỡi chai nhìn thấy Đinh Dũng thì không nhịn nổi mà bật cười giảo hoạt. Hắn rít lên, mày hại tao thảm thật đấy. Lần này tao nhất định sẽ bắt mày nếm mùi thế nào là sống không bằng chết. Nói xong, Viên Thiếu Khang lập tức dẫn người đi về phía Đinh Dũng, chỉ là động tác của hắn có hơi lì lạ, hình như có chỗ nào đó cử động không được tự nhiên. Ha ha, vậy thì đã sao? Không phải mày giống con chó đang đứng trước mặt tao sao? Viên Thiếu Khang đến trước mặt Đinh Dũng, hắn nghiến răng, nở nụ cười gian xảo rồi nói, chỉ bằng thế này, mày quỳ xuống trước mặt tao, gọi tao ba tiếng, ông, tao sẽ cho mày chết nhanh gọn thoải mái. Thế nào? Mày dám giết người, Đinh Dũng lặng một lúc, xã hội bây giờ không giống như trước kia, đừng nói là giết người, chỉ là trộm một món đồ gì đó thôi là cũng bị bắt ngồi tù rồi. Tên này lại dám giết người một cách trắng trợn. Nghe Đinh Dũng nói vậy. Viên Thiếu Khang còn cho rằng Đinh Dũng sợ rồi. Hắn không nhịn được mà bật cười đắc ý. Hắn cứ thế cười rồi đột nhiên lại trầm xuống, lên tiếng nói, ở đây toàn là anh em của tao. Giết mày rồi đào cái hố chôn xác, cho dù cảnh sát có truy cứu thì sao biết được là tao làm.
Thế nhưng mày yên tâm, tao sẽ không giết mày dễ dàng thế đâu. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết, tao sẽ cho mày mở to con mắt mà nhìn Hàn Phương Nhiên bị tao chơi thế nào. Nói tới đây, Viên Thiếu Khang lại không kiềm chế được mà cười phá lên. Đinh Dũng xoa xoa mũi. Anh cảm thấy tên này sau khi trải qua việc đó thì biến thành một kẻ không bình thường. Thế nhưng Đinh Dũng lại không nghĩ nhiều về việc này. Viên Thiếu Khang hết lần này tới lần khác lôi Hàn Phương Nhiên ra để uy hiếp anh nên đã khiến anh nổi lên dã tâm giết người. Mày nói không sai, đây quả thực là một nơi giết người lý tưởng. Nếu mày không đưa mấy người này đến đây thì đã tốt rồi. Đinh Dũng bật cười rồi nhìn gã thanh niên đứng bên Viên Thiếu Khang. Anh bỏ qua ý định giết Viên Thiếu Khang, nếu như giết người trước mặt bao nhiêu người thế này thì sẽ chuốc thêm phiền phức. Câu này Viên Thiếu Khang nghe xong thì lặng người. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn cho rằng Đinh Dũng sợ đàn em của mình nên lập tức phất tay cười lạnh lùng, mấy đứa mày tóm nó lại cho tao. Tao phải cho nó quỳ trước mặt tao. Gã thanh niên kia rất khỏe, động tác tay vung lên đập thật mạnh vào vai trái Đinh Dũng mang theo tiếng gió sắc lẹm. Đi chết đi, gương mặt gã thanh niên lộ vẻ hung tợn, nở nụ cười khát máu, cứ như là hắn ta đã nhìn thấy hình ảnh Đinh Dũng bị mình đánh gãy tay. Tất cả đàn em của gã thanh niên thấy vậy đều phấn chấn, ngoại trừ mấy người bị Đinh Dũng đánh bại trước đó, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đặc biệt là lão nhị không hiểu, võ công của đại ca hắn biết rõ, đúng là đại ca giỏi hơn hắn, nhưng giỏi thì cũng có hạn. Tại sao Đinh Dũng trước đó đáp trả như thần mà lúc này lại dễ dàng bị đánh lén như thế? Đang lúc bọn chúng còn không hiểu chuyện gì, Đinh Dũng đã dùng hành động trả lời bọn họ. Chỉ thấy Đinh Dũng vèo một cái. Một giây trước khi tay của gã thanh niên đập vào vai Đinh Dũng, anh bỗng nhiên lui về sau nửa bước, chỉ nửa bước, không hề nhấc tay lên, nhưng vẫn tránh được đòn tấn công của gã thanh niên. Sau đó nhẹ nhàng lấy tay ấn xuống vai hắn. Rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, mặt gã thanh niên trắng bệch, chính khoảnh khắc đó giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống. Mày, gã thanh niên nhìn Đinh Dũng chằm chằm, dường như người đứng trước mặt hắn là một con rắn độc vô cùng nguy hiểm, khiến cậu ta sợ hãi tột độ. Thấy vậy, Đinh Dũng mỉm cười, một tay nhấc Viên Thiếu Khang lên, hờ hững nói, mày muốn đánh gãy tay tao thì bây giờ tao trả lại mày đó. Có vấn đề gì không? Nghe xong, tất cả đều kinh hãi. Đại ca của bọn chúng mới đánh với người ta có một chiêu mà đã bị đánh gãy tay. Thực lực phải mạnh cỡ nào mà động tác lại nhẹ nhàng và lực sát thương lớn như vậy? Thấy đám người hội hắc mã nằm ngổn ngang, kêu gào trên đất, Đinh Dũng phủi tay áo, từ từ bước tới chỗ Viên Thiếu Khang. Mày đừng qua đây, Viên Thiếu Khang xanh mặt, nhìn Đinh Dũng đang từ từ lại gần, đôi mắt lộ ra sự hoảng hốt, cố gắng lui về phía sau. Nhưng vết thương ở đầu gối khiến hắn ta không thể di chuyển được cơ thể. Đinh Dũng đứng trước mặt Viên Thiếu Khang, ngồi xuống vỗ vào mặt Viên Thiếu Khang, đằng đằng sát khí nói, đừng tưởng tao không dám giết người. Nếu không phải sợ phiền phức thì tao đảm bảo tất cả bọn mày sẽ không ai ra khỏi con ngõ này được đâu. Với lại, nếu mày muốn tiếp tục chống đối tao, tao sẽ chơi đến cùng. Nhưng nếu để tao biết được mày dám ra tay với Phương Nhiên và người nhà tao thì tao sẽ cho mày biết, sống không bằng chết là thế nào, Đinh Dũng rít từ kẽ răng, một luồng sát khí hiện qua ánh mắt. Viên Thiếu Khang bị sợ vãi tè ra quần, vội vàng nịnh bợ tôi đảm bảo sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho hai người. Thế thì tốt, Đinh Dũng đứng lên, ánh mắt đằng đằng sát khí quét qua một lượt, sau đó mới từ từ bước ra khỏi con ngõ. Đợi sau khi Đinh Dũng đi, Viên Thiếu Khang mới thở phào một hơi, cảm nhận được giữa hai chân man mát, lúc này mặt hắn ta đỏ bừng, tức tối chửi, một đám vô dụng, còn không mau tới đỡ ông đây. Hả, tập đoàn Hàn Thị, Đinh Dũng mỉm cười không giải thích quá nhiều về chuyện cũ nhưng anh lại khá ngạc nhiên khi Hàn Phương Nhiên gia nhập tập đoàn Hàn Thị. Hàn Thành Sơn là người không được coi trọng nhất trong 6 anh chị em nhà họ Hàn. Ở tập đoàn Hàn Thị, ông ta cũng không có tiếng nói nên lần này Hàn Phương Nhiên đột nhiên gia nhập Hàn Thị khiến Đinh Dũng không khỏi bất ngờ. Lần này Phương Nhiên lấy được dự án hợp tác bất động sản đỉnh kim, khiến ông nội nó phải nhìn bằng con mắt khác, gia nhập tập đoàn Hàn Thị chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Hồng Ngạn đắc ý ra mặt, đến giờ bà ta còn không dám tin chuyện Hàn Phương Nhiên giành được hạng mục hợp tác bất động sản đỉnh kim. Vậy cũng tốt, con sẽ cố gắng giúp Phương Nhiên. Đinh Dũng gật đầu cười. Vậy mà Lâm Hồng Ngạn lại trừng mắt nhìn anh, làm mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, lần trước suýt nữa cậu hại Phương Nhiên phá sản, bây giờ còn định làm gì, đồ vô dụng như cậu có thể giúp được gì,
tôi cảnh cáo cậu đừng có làm loạn, nếu không thì cút khỏi cái nhà này cho tôi. Được, 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 con bảo đảm không thêm rắc rối cho Phương Nhiên. Ninh Dũng véo mũi, vội vàng xua tay hứa sẽ không làm loạn, anh biết rõ Lâm Hồng Ngạn coi thường mình vì vậy mới không tức giận, nhưng nếu Hàn Phương Nhiên cần giúp đỡ, chắc chắn anh cũng giúp một tay. Hứ, Lâm Hồng Ngạn hừ lạnh như muốn nói gì đó, bà ta hỏi, mới sáng sớm cậu chạy ra ngoài làm gì? Chuyện này, Ninh Dũng ậm ừ, ngại ngùng gãi đầu nói, tới phố đồ cổ. Trước đây cậu ta không có khả năng mang lại hạnh phúc cho em, tâm nguyện này sẽ để anh thực hiện. Ninh Dũng thu lại ánh nhìn bắt đầu nhớ lại xem trước đây anh đã từng vào bếp chưa. 10 phút sau, Ninh Dũng gạt mồ hồ trên trán bưng ra hai phần ăn sáng đẹp mắt, nói, Phương Nhiên, còn kịp chứ? Hàn Phương Nhiên cúi đầu một tiếng, mấy ngày này cô cũng thay đổi cách nhìn về Ninh Dũng, cảm thấy Ninh Dũng bây giờ và ngày trước không giống nhau, nhưng nhìn dáng vẻ không dám phản bác. Nhẫn nhịn chịu cực bận bịu trong bếp của Đinh Dũng, suy nghĩ trong lòng cô cũng trở nên mơ hồ, tâm trạng cũng không tránh được phiền muộn. Dù gì hai người cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, ai cũng hy vọng chồng mình là người có năng lực, Hàn Phương Nhiên có vóc dáng, có ngoại hình, những người theo đuổi cô năm đó xếp hàng từ đầu phố tới tận cuối phố, nhưng từ khi cô lấy Đinh Dũng, cô lại trở thành trò cười của cả thành phố. Hàn Phương Nhiên hơi thất vọng, ngay cả nhìn cũng không nhìn Đinh Dũng nhưng Lâm Hồng Ngạn thì ngược lại. Bà ta hừ lạnh, nói khó hiểu, cậu còn biết làm đồ ăn sáng, lại còn đẹp mắt như vậy, sao trước đây không thấy? Nghe mẹ mình nói vậy, lúc này Hàn Phương Nhiên mới ngẩng lên nhìn Đinh Dũng. Anh vẫn vậy, gò má phẳng và nụ cười rạng rỡ, nhưng sau khi nhìn thấy phần ăn trong tay Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên lại không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Cái gì, ông nội gọi mau nghe đi, vừa biết ông lão Hàn gọi tới, Lâm Hồng Ngạn đã vui mừng ra mặt. Vội vàng dục Hàn Phương Nhiên nghe máy. Hàn Phương Nhiên cũng rất kích động, sữa cũng không uống mà vội vàng nghe máy, run run nói, ông à, con là Phương Nhiên. Chào cô, tôi là Tiểu Uông, thư ký của Chủ tịch Hàn, xin hỏi có phải cô Hàn Phương Nhiên không? Giọng nói trong điện thoại không phải của ông lão Hàn mà là thư ký của ông. Sau khi xác nhận người nghe máy là Hàn Phương Nhiên, thư ký của ông lão Hàn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, 10 giờ sáng nay có cuộc họp quan trọng. Chủ tịch bảo tôi thông báo cho cô. Được, được, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. Hàn Phương Nhiên vô cùng kích động, cuối cùng cũng gặp được ông nội rồi. Thấy Hàn Phương Nhiên cúp máy, Đinh Dũng mới hỏi, sao rồi, ông nội có dặn dò gì à? Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Còn không mau đi rửa bát. Lâm Hồng Ngạn hừ lạnh, quên hẳn bữa sáng vừa ăn khi nãy, bây giờ bà ta lại giống như có thâm thù đại hận với anh, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Hàn Phương Nhiên chau mày nhìn Đinh Dũng khó giấu nỗi phấn khích trong lòng, vui mừng nói, ông nội bảo chúng ta tới tham gia cuộc họp của tập đoàn lúc 10 giờ. Thật sao, đúng là ông trời có mắt, cuối cùng cũng có ngày cam lai. Lâm Hồng Ngạn phấn khích đứng dậy, suýt nữa thì khoa chân múa tay, hứng thú được một lúc thì bà ta lại nói với Hàn Phương Nhiên, Nhiên Nhiên, lần này con nhất định phải xả hận cho mẹ, nắm lấy cơ hội này gia nhập Hàn Thị. Mẹ yên tâm đi. Con nhất định sẽ cố gắng. Hàn Phương Nhiên cũng rất vui, trước đây người nhà cô không thể nào gia nhập vào nội bộ gia tộc, nhất là tập đoàn Hàn Thị, doanh nghiệp lớn nhất thành phố Kim Châu, công ty nội thất Tú Thủy của Hàn Phương Nhiên là công ty con của tập đoàn Hàn Thị, nhưng một đồng vốn đầu tư cũng không có. Rầm, một âm thanh kinh hoàng vang lên theo sau tiếng phanh xe cọ sát mặt đường. Chiếc xe tông mạnh vào chiếc Mercedes-Benz màu đen phía trước, khiến đuôi xe bị lõm một vết sâu. Xong rồi. Xong rồi, đây là Mercedes-Benz đó, Hàn Thành Sơn, đồ chết tiệt nhà ông đúng là vô dụng, thành sự thì ít bại sự có thừa. Lâm Hồng Ngạn xuống xe mắng luôn miệng, chuẩn bị mở lời thì nhìn thấy hai người đàn ông xăm trổ từ trên xe đi xuống, bà ta sợ hãi vội vàng quay vào trong. Ôi trời ơi, tôi nói ông già này, ông bị mù hay lác mà chiếc xe to như vậy ở trước cũng không nhìn thấy. Xuống xe cho tôi, xuống xe. Hai thanh niên xăm trổ đi tới trước xe đá một cái vào cửa rồi hét lên với Hàn Thành Sơn. Hàn Thành Sơn đâu dám xuống, ông ta vội vàng quay lại nhìn Lâm Hồng Ngạn, kết quả lại bị Lâm Hồng Ngạn mắng, ông nhìn gì mà nhìn, đồ lão già vô dụng, còn không mau xuống nói chuyện với người ta, nếu không được thì mua bảo hiểm. Tôi, Hàn Thành Sơn cười gượng nhìn Hàn Phương Nhiên với ánh mắt cầu cứu, bảo ông ta đi thương lượng với hai người xăm trổ đó, ông ta không dám. Hàn Phương Nhiên chau mày,
vừa định xuống xe thì đột nhiên bị Lâm Hồng Ngạn ngăn lại, bà ta lo lắng nhìn Hàn Phương Nhiên nói, Nhiên Nhiên, con không thể xuống, hai người này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, nhỡ may bọn họ thèm thuồng sắc đẹp của con thì làm sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Hàn Phương Nhiên bất lực nói. Hai anh trai nguôi giận, đâm vào xe của hai anh là chúng tôi không đúng, phải đền bao nhiêu anh cứ việc nói. Thấy hai người đàn ông định đập cửa, Hàn Thành Sơn vội vàng kéo cửa kính xuống cười xin lỗi. Thấy hai thanh niên xăm trổ bên ngoài, Lâm Hồng Ngạn kinh hãi, vừa nhìn đã biết hai người này là xã hội đen, chắc chắn không dễ đụng vào nên vội vàng cười nói, chúng tôi là người nhà họ Hàn, người của chúng tôi đang trên đường tới đây, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhà họ Hàn, một thanh niên xăm rồng xanh bên vai trái nghe vậy ngây người một lúc rồi chau mày nhếch mép cười, bà dám dọa tôi. Người nhà họ Hàn sao có thể lái loại xe rách nát này? Hàn Thành Sơn nghe vậy mặt tái nhợt, còn Lâm Hồng Ngạn thì mặt phừng phừng lườm Hàn Thành Sơn, không nhịn được mà mắng nhỏ cũng tại đồ vô dụng nhà ông. Tôi cảnh cáo các người, mau xuống xe. Gã thanh niên kia thấy Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn không định xuống xe mới lạnh lùng hét lên, nếu như làm Trương Đại Thiếu gia tức giận, cho dù các người có họ Hàn cũng vô dụng. Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn toàn thân run rẩy. Ở thành phố Kim Châu này, người không coi nhà họ Hàn ra gì có thể đếm trên đầu ngón tay, họ Trương, .sai người đột nhiên thầm giật mình, Lâm Hồng Ngạn run rẩy lên tiếng, không lẽ là Trương Đại Thiếu Gia, Trương Bồi Sơn. Xem như bà có hiểu biết, Trương Thiếu Gia gác cánh tay xăm trổ lên cửa xe, nhìn vào bên trong định lên tiếng mắng nhiếc thì đột nhiên nhìn thấy Hàn Phương Nhiên ngồi ở ghế phụ không khỏi ngạc nhiên, hai mắt sáng rực lên, cô đây là. Hàn Phương Nhiên chau mày. Bị Trương Bồi Sơn nhìn bằng ánh mắt không chút nể nang như vậy, cô cảm thấy không thoải mái, trong khi đó Lâm Hồng Ngạn lại giành nói trước, nó là con gái tôi. Cậu Trương, tôi, Hàn Phương Nhiên chau mày định từ chối thì bị Lâm Hồng Ngạn kéo mạnh một cái, câu nói cũng bị đứt đoạn. Cũng chính lúc này, đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền tới, chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Ninh Dũng đi xe đạp tới hiện trường vụ tai nạn, nhìn thấy thanh niên xăm trổ đang đứng trước cửa xe. Trên mặt còn nở nụ cười, đột nhiên đôi mày anh cong lên, đâm xe còn cười cười nói. Nghe thấy tiếng Đinh Dũng, bộ mặt vui cười của Lâm Hồng Ngạn đột nhiên nhạt dần, trong khi Hàn Phương Nhiên thì buồn bã lườm mẹ mình một cái, không biết đối mặt với Đinh Dũng thế nào. Trong lúc đó, Trương Bồi Sơn và gã thanh niên còn lại cũng quay qua nhìn, lúc bọn họ nhìn thấy Đinh Dũng đi xe đạp tới còn ngây ra một lúc, gã thanh niên kia chau mày quát ai đấy, xéo nhanh đi. Hả? Ninh Dũng chau mày, lạnh lùng nhìn gã thanh niên, anh đỗ xe bên đường rồi nói với Hàn Thành Sơn, bố, chuyện gì vậy? Yên tâm đi, Ninh Dũng cười hết sức tự nhiên. Mặt Lâm Hồng Ngạn tái xanh, nghe Đinh Dũng tự giới thiệu xong, bà ta vội vàng nhìn trộm Trương Bồi Sơn. Quả nhiên sắc mặt hắn ta không tốt lắm, bà ta không khỏi chột dạ, nếu như bọn họ chọc giận Trương Bồi Sơn, chắc chắn chỉ có con đường chết. Ôi giời, Nhiên Nhiên đừng phí lời với nó. Chúng ta mau đi thôi, ông nội con đang đợi chúng ta đó. Nếu đã như không nắm được miếng mồi Trương Bồi Sơn này, bà ta lại dễ hướng sang tập đoàn Hàn Thị, lần này Hàn Phương Nhiên gia nhập công ty đã là chuyện chắc chắn. Đúng vậy, đừng để ông nội đợi nóng ruột, mau đi đi. Ninh Dũng mỉm cười xua tay với Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Đinh Dũng, cô chỉ đành gật đầu nói, giải quyết ổn thỏa với người ta, cần bao nhiêu tiền cứ nói với em. Được, Đinh Dũng gật đầu. Thấy ba người họ đã rời đi, Đinh Dũng quay qua nhìn Trương Bồi Sơn rồi nói, chiếc xe này sửa cũng không rẻ nhỉ, cần bao nhiêu tiền anh ra giá đi. Lúc này sắc mặt của Trương Bồi Sơn đã tái xanh, hắn nhìn bóng Hàn Phương Nhiên xa dần rồi đột nhiên nhìn Đinh Dũng hỏi, mày và cô Hàn rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi và Phương Nhiên, cô ấy là vợ tôi, sao hả? Đinh Dũng chau mày không biết Trương Bồi Sơn có ý gì. Tao nghĩ lát nữa mày sẽ không nói như vậy đâu. Trương Bồi Sơn lắc đầu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Lông mày Đinh Dũng giật lên, anh nhìn Trương Bồi Sơn một lượt rồi thu lại ánh nhìn. Đinh Dũng mở cửa xe ra ngồi vào trong, lấy bút viết một dòng số rồi nói, tôi đi đây, lát nữa mấy người gửi số tài khoản tới, muốn bao nhiêu tôi chuyển cho. Muốn đi, sắc mặt Trương Bồi Sơn rất dữ dằn, một tay nắm lấy bô lăng lạnh lùng nói, mày biết tao là ai không? Đâm vào xe của tao còn định chạy. Vậy anh còn muốn thế nào? Ninh Dũng chau mày, đúng là anh không biết thân phận của Trương Bồi Sơn nhưng người có thể đi Mercedes S-Class nhất định không hề đơn giản.
nhưng mặc kệ Trương Bồi Sơn có thân phận gì, Đinh Dũng cũng chẳng quan tâm, một thành phố Kim Châu nhỏ bé có thể có nhân vật to lớn gì, nghĩ đến đây, anh lại rút chiếc chìa khóa vừa cắm vào không lâu. Lúc này, hai chiếc xe thương mại hiệu Mercedes-Benz chạy từ xa đến và dừng lại bên đường. Đinh Dũng nhìn chúng rồi nhếch miệng cười đùa cợt, chuyện này cuối cùng cũng thú vị rồi đây, không muốn yên ổn nữa sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Có chuyện thì nói nhanh lên, con người tôi không thích vòng vo. Đinh Dũng liếc nhìn Trương Bồi Sơn, anh tin chắc trước đây chưa từng gặp người này, cũng không biết tại sao hắn ta lại đối địch với anh. Đinh Dũng chau mày nhìn mười mấy tên áo đen to con rồi lại nhìn Trương Bồi Sơn, ra ngoài lại còn đem theo nhiều anh em như vậy, thằng cha này đáng sợ biết bao. Ha ha, người anh em, tôi cũng không nói không đền tiền cho anh, sao phải vậy chứ? Nghĩ tới đây, Đinh Dũng không còn cách nào khác chỉ xua tay bất lực, anh thực sự không có hứng thú với mấy tên côn đồ tầm thường này. Hừ, không muốn chết thì tối nay hẹn giúp tao cô Hàn ra ngoài, tao tha cho mày một mạng. Ánh mắt ngang tàng của Trương Bồi Sơn dữ dằn nhìn Đinh Dũng nói. Ánh mắt Đinh Dũng lạnh lùng, hóa ra tên này có ý đồ với Hàn Phương Nhiên à. Dám dòm ngó người phụ nữ của tôi, anh cũng to gan lắm nhỉ. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng cười lạnh lùng, anh dò xét Trương Bồi Sơn một lượt từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói, nếu như tôi không giúp được thì sao? Không giúp thì mày đi chết đi. Trương Bồi Sơn cười một tiếng ghê rợn rồi nháy mắt với đám tay chân. Mười mấy tên to con lập tức bao vây Đinh Dũng, nhìn anh bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp. Một tên trong đó cười gian xảo nói, tên nhóc ốm đói này, một mình tôi xử lý là được. Cẩu nhị, thế còn ngây ra đấy làm gì, còn không mau chặt đứt chân nó đi. Nghe cẩu nhị nói, mấy tên xung quanh cũng vào hùa cười nói. Ánh mắt Trương Bồi Sơn đầy tàn nhẫn, hắn chắp tay đứng bên cạnh như đã nhìn thấy cảnh Đinh Dũng bị đánh bỏ ra đất quỳ xuống xin tha. Nhìn cẩu nhị đang làm nóng tay cách đó không xa, anh nhếch miệng cười giễu cợt, chỉ với mấy tên này mà cũng muốn đối phó với anh. Doạt, đột nhiên, tên to con tên cẩu nhị với cái đầu rất to, theo sau là tiếng gió lao về phía Đinh Dũng. Các người còn ngây ra đấy làm gì, còn không xông lên. Gã thanh niên đứng cạnh Trương Bồi Sơn thấy vậy liền hét lên với mấy tên to con. Nghe vậy, mấy tên kia cũng mặt mày nặng trịch không dám ngông cuồng nữa. Dù gì cẩu nhị cũng là võ sĩ tầng thứ ba, không hề yếu hơn bọn họ vậy mà bị một đòn hạ gục, có thể thấy Đinh Dũng cũng có chút thực lực. Mọi người cùng lên, không biết ai hét lên một câu, đám người liền xông lên ngay lập tức. Đinh Dũng khẽ chau mày nhanh chóng bước tới, chủ động tấn công. Không tự lượng sức mình, Trương Bồi Sơn cười lạnh lùng, nếu như Đinh Dũng bỏ chạy có lẽ sẽ hơi rắc rối nhưng Đinh Dũng lại chủ động xông vào đám người. Rõ ràng là châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình. Đúng là đồ vô dụng, lại còn ngu ngốc xông lên, rõ ràng là tự tìm cái chết mà. Gã đàn ông đứng bên cạnh Trương Bồi Sơn nhìn thấy cảnh này không nhịn được chế giễu. Trong khi đó lúc này bóng Đinh Dũng lao tới như bay, tới trước mặt mấy tên to con. Khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay một đấm vào mặt. Bụp, âm thanh bóp nghẹt bầu không khí, tên to con đó bị đấm chảy máu mũi. Sống mũi cũng dập nát. Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng thảm thiết thì cơ thể đã bay ra ngoài đè lên đám người phía sau. Tốc độ của Đinh Dũng rất nhanh, ngay khi tên to con ngã bay ra ngoài, anh đã tới bên một tên khác, cũng một đấm, sau đó lại là dao trong tay chặn lên cổ đối phương, khiến hắn ta mất đi năng lực tấn công. Không, không dám, Trương Bồi Sơn dùng mình, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đinh Dũng, những lời cay độc hắn định nói lại nghẹn ở cổ họng. Đinh Dũng một tay bóp chặt lấy cổ của Trương Bồi Sơn, ánh mắt lạnh giá không chút gợn sóng mà đầy sát khí, lạnh lùng nói, nếu như mày còn dám có ý gì khác với cô ấy, tao cũng không ngại, giết mày. Bỏ Trương thiếu gia ra, mày, đừng đùa với lửa. Chính lúc này, gã thanh niên đi theo Trương Bồi Sơn đã bỏ dậy, nhìn Đinh Dũng bằng ánh mắt dữ dằn, đanh thép nói, cậu ấy là con trai của Trương Thiệu Thích, mày chết chắc rồi. Mày dám động vào Trương thiếu gia, Trương lão đại sẽ không tha cho mày đâu. Người nhà của mày, bạn của mày, bao gồm cả bản thân mày, tất cả đều sẽ chết. Không biết gã thanh niên lấy dũng khí ở đâu ra mà không nhìn ra vẻ mặt ngày càng khó coi của Trương Bồi Sơn, còn dữ dằn nói, bây giờ mày thả Trương thiếu gia ra, quỳ xuống dập đầu tạ lỗi, có lẽ bọn tao sẽ tha cho mày. Ngay khi gã thanh niên vừa nói xong, sắc mặt Trương Bồi Sơn đã khó coi tới cực độ. Hắn đang bắt đầu mắng thầm trong lòng, tên vô dụng này còn chưa nhìn rõ tình hình sao.
Hả? Ninh Dũng bỏ Trương Bồi Sơn ra, quay lại nhìn gã thanh niên. Gã thanh niên thấy Đinh Dũng nhìn mình, còn tưởng Đinh Dũng sợ nên lập tức lấy lại dũng khí, khi hắn định nói tiếp, đột nhiên một nắm đấm lao đến trước mắt hắn khiến má hắn bắt đầu đau dữ dội. Gã thanh niên bị Đinh Dũng dùng một đấm đánh bay, đập mạnh vào chiếc Mercedes, khiến đuôi xe bị lõm một chỗ lớn, còi cảnh báo vang lên inh tai nhức óc. Má hắn bị đánh sưng phồng, sống mũi xẹp xuống, thảm hại tới mức không thể thảm hại hơn. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Trương Bồi Sơn run sợ trong lòng, hắn nhìn Đinh Dũng đứng trước mắt mình như thể đang nhìn ma quỷ địa ngục. Lúc này, đột nhiên Đinh Dũng quay lại nhìn Trương Bồi Sơn khiến hắn giật nảy mình vội vàng xua tay nói, nó đáng chết. Bố, con nghe nói gần đây, người bạn thân của bố sẽ tới chỗ chúng ta. Trương Bồi Sơn hít một hơi thật sâu hỏi dò. Người kia im lặng một lát rồi lại hỏi, sao vậy, con lại gây ra họa gì rồi? Sáng hôm nay có một kẻ đánh con bị thương khắp người. Trương Bồi Sơn kể vắn tắt câu chuyện, thêm chút mắm muối rồi nói với bố hắn. Hắn dữ dằn nói, suýt nữa con bị giết hại rồi, cục tức này con nuốt không trôi. Dám động tới con trai của Trương Thiệu thích ta. Giọng người trong điện thoại đột nhiên đầy căm phẫn, sau đó ông ta lại nói tiếp, Bồi Sơn, chuyện này con không cần lo, tối nay chú Tần con sẽ tới. Vâng, Trương Bồi Sơn mỉm cười cúp máy. Mặc dù hắn chưa từng gặp chú Tần mà bố nói nhưng qua cách bố hắn khẳng định, hắn có thể nhận ra chú Tần này không phải người thường. Trong khi đó, ba người Hàn Phương Nhiên vội vàng bắt taxi, lúc này đã tới dưới sảnh văn phòng tập đoàn Hàn Thị. Mau, mau vào trong. Lâm Hồng Ngạn vừa chạy vừa thở nói, đừng để ông nội con đợi nóng ruột. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.